Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 332, chương 3311, để thư lại trên tiên sơn. Thần sơn rung chuyển, trong khe nứt phun trào thanh quang, sinh ra một luồng thanh linh khí. Dân Trác nhìn theo luồng thanh linh khí đang di chuyển, thấy nó bay ra từ chỗ sâu trong khe nứt. Sau đó lại nhìn về phía sâu trong khe nứt, bên trong là thanh quang thuần túy, cả ngọn núi giống như một khối bảo ngọc bích lục. Lão thử đến gần khe nứt, nơi đó là nguồn gốc của thanh linh khí, suy đoán theo lẽ thường, hẳn là sẽ có bảo vật có phẩm giai cao hơn thanh linh khí. Về phần đại dư tiên sơn, kỳ thật lão không hiểu rõ lắm, trong điển tịch ghi chép, ngọn núi này chính là một trong những ngọn cổ tiên sơn trong truyền thuyết, về phần có chỗ nào thần dị, lại không có ghi chép chi tiết. Lão sở dĩ kết luận ngọn núi này bất phàm, thứ nhất là có liên quan đến thanh linh khí, thứ hai là trong số cổ tiên sơn, có một ngọn tiên sơn nổi danh cùng với đại dư tiên sơn, tên là Viên Kiệu. Viên Kiệu Hải Thị chính là thịnh hội lớn nhất của dị nhân tộc, chư bộ đều đến, thánh địa của dị nhân tộc sẽ mở ra vào lúc đó. Cùng tên Viên Kiệu, chắc chắn không phải trùng hợp. Truyền thuyết nói rằng, thánh địa và Viên Kiệu Tiên Sơn có mối liên hệ thiên ti vạn lũ, việc đại hội thịnh mang tên Viên Kiệu. Đủ thấy Viên Kiệu Tiên Sơn rất quan trọng, thậm chí có ý nghĩa phi phàm với toàn bộ dị nhân tộc. Nếu truyền thuyết là thật, có thể tưởng tượng được, một khi chiếm lấy đại dư Tiên Sơn, Trường hữu tộc và bản thân lão sẽ có được cơ duyên nghịch thiên. Cho dù không được, từ đó có được thanh linh khí thuần túy hơn nữa, cũng sẽ khiến cho lão và tộc nhân nhanh chóng tăng tiến tu vi. Bất quá ngọn tiên sơn trước mắt, khác Dân Trác tưởng tượng rất lớn. Trong tưởng tượng của lão, cổ tiên sơn nhất định là thánh địa, tiên thụ kỳ hoa, dị bảo khắp nơi, muôn hình vạn trạng, không kém hơn bất luận động thiên phúc địa nào. Nhưng đại dư tiên sơn trước mắt lại là một ngọn núi đá trơ trụi, đừng nói là kỳ hoa dị thảo, ngay cả một ngọn cỏ cũng không nhìn thấy, thế núi thẳng tắp. Nhưng độ cao bất quá ngàn trượng, trong mắt tu sĩ luyện hư chỉ có thể coi là một ngọn núi nhỏ, rất khó liên hệ cùng với tiên sơn trong truyền thuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy đại dư tiên sơn, Dân Trác không khỏi hoài nghi, có phải những người kia đã gán ghép bừa bãi hay không, ngọn núi này có phải là đại dư tiên sơn chân chính không? Bất quá, thanh linh khí huyền diệu, còn có ba động bất phàm trong khe nứt, chứng minh ngọn núi này tuyệt đối không phải ngọn núi bình thường, đương nhiên còn có một bằng chứng quan trọng nhất. Dân Trác bay đến một bên tiên sơn, thấy dưới vách đá có một bệ đá, trên bệ đá có một tấm bia đá không mấy thu hút. Trên bia đá thình lình khắc bốn chữ cổ đại dư tiên sơn, thần quang ẩn hiện, cương kình bất phàm. Dân Trác còn phát hiện ở đây có rất nhiều dấu vết hỗn tạp, hiển nhiên lão không phải người đầu tiên đến nơi này. Trên vách đá dày đặc cấm chế, những dấu vết này rải rác giữa các cấm chế, có ký hiệu khó hiểu, cũng có từng đoạn văn tự, chính là do những người khác nhau để lại. Nơi xa, Thanh Loan Pháp Tướng lặng yên bay tới. Tần Tang rất nhanh cũng chú ý tới tấm bia đá kia, cùng với những dấu vết trên vách đá. Quả nhiên là Đại Dư Tiên Sơn. Tần Tang nhớ lại lời của Mạc Hành Đạo, ngọn núi này hơi khác lời Mạc Hành Đạo miêu tả, chắc là lúc phong bạo giới phi thăng, Tiên Sơn đã từng bị va chạm, phát sinh biến cố. Nhưng có thể khẳng định, ngọn núi này chính là Đại Dư Tiên Sơn mà Mạc Hành Đạo từng thấy ở chỗ sâu nhất trong quy khư. Năm đó, bọn họ đến Đại Dư Tiên Sơn, điều tức khôi phục trên bệ đá đặt tấm bia đá kia, sau đó nhiều lần xông vào đạo tiêu môn, đều dựa vào bệ đá này để chỉnh đốn. Mạc Hành Đạo từng nói, ở chỗ sâu nhất trong quy khư, bệ đá này là nơi an toàn duy nhất, trên tiên sơn, nguy cơ tứ phía, bọn họ căn bản không dám tới gần. Nhưng lúc này xem ra, đạo tiêu môn đã không còn tồn tại, những cổ cấm nguy hiểm nhất kia cũng tiêu tán, xung quanh tiên sơn một mảnh tĩnh mịch. Thứ không tĩnh lặng chính là bản thân tiên sơn. Mạc Hành Đạo chưa từng nhắc đến khe nứt này và thanh linh khí, chắc là do lúc phong bạo giới phi thăng khiến cho ngọn núi nứt ra, thanh linh khí từ lúc đó mới xuất hiện. Ánh mắt Tần Tang chuyển động, nhìn về phía vách núi, thấy được tuyệt bút của Mạc Hành Đạo, Thanh Hồ Thánh Vương và Tuệ Quang Thánh Giả, lần cuối cùng bọn họ rời khỏi bệ đá đã ôm lòng quyết tử. Dấu vết trên vách đá hỗn độn, vẫn còn rất nhiều chỗ bị hư hại gần đây, chắc là bị hư hao trong lúc phi thăng. Tần Tang nhận ra một số vết tích.
trong đó có một ít là đạo pháp truyền thừa. Những truyền thừa này ở hạ giới thì rất chân quý, nhưng tầm mắt của Tần Tang đã khác xưa. Trừ phi là truyền thừa xuất từ Tử Vi Cung, đáng tiếc phần lớn đã tàn khuyết, mất giá trị. Ngoài ra còn có tâm đắc của người khác xông xáo quy khư, để hậu nhân tham khảo, đáng tiếc quy khư thay đổi theo thời gian. Ba người Mặc Hành Đạo trải qua đủ loại biến cố, con đường của bọn họ gian nan hơn nhiều so với tiền nhân. Còn có một bộ phận là lời hùng hồn trước khi phi thăng, cùng với tuyệt bút để lại sau khi thất bại trong gang tấc. Hửm, bảo cô. Tần Tang liếc mắt nhìn, lập tức chú ý tới một cái tên quen thuộc. Bút tích của nàng kẹp giữa hai tầng cổ cấm, may mắn không bị hủy. Bảo cô dặn dò, nàng đã dốc hết toàn lực mới đến được đây, căn dặn hậu nhân, nếu như còn dư lực, có thể thử tìm đường cũ trở về, xông ra quy khư, lưu lại chỉ dẫn cho hậu nhân Thương Lãng Hải. Đây chỉ là nguyện cảnh tốt đẹp của bảo cô, một khi tiến vào, muốn rời đi khó như lên trời, lịch đại tiên hiền Trung Châu. Vắt óc suy nghĩ cũng chỉ miễn cưỡng truyền ra một ít tin tức, cho đến khi phong bạo giới phi thăng, cũng chưa có ai trở về, nếu không quy khư sẽ không thần bí như vậy. Xem ra năm đó bảo cô hẳn là đã phi thăng thành công, không biết bây giờ đang ở nơi nào. Tần Tang tiếp tục tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm dấu tích của Tiêu Tương Tử, đáng tiếc không có kết quả. Không phải ai cũng để tên lại trên tiên sơn, quá nhiều chỗ bị hủy hoại, không có dấu vết, không có nghĩa là Tiêu Tương Tử chưa từng tới đây. Với thực lực của Tiêu Tương Tử, khả năng phi thăng thành công rất lớn. Đáng nhắc tới là, trên vách đá, danh tự của tu sĩ Trung Châu chiếm đa số, thời đại gần đây, phần lớn xuất từ Bát Cảnh Quan, Cam Lộ Thiền Viện và mấy tông môn lớn. Ngược về thời gian trước đó, có thể nhìn thấy từng cái danh tự xuất từ Vô Tướng Tiên Môn, như vậy liền có thể nhìn ra, năm đó Vô Tướng Tiên Môn cường thịnh cỡ nào. Trong lúc Tần Tang xem xét những dòng chữ trên vách đá, Dân Trác cũng đã xem qua một lượt, đáng tiếc phía trên không có ghi chép nào liên quan đến Đại Dư Tiên Sơn. Ánh mắt chuyển động, Dân Trác nhìn về phía tấm bia đá kia, bia đá mang phong cách cổ xưa, chỉ cao ngang gối, in hằn xương gió năm tháng, bề ngoài u ám, như phủ một lớp bụi. Tấm bia đá không mấy thu hút, đứng sừng sững tại chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, nhìn qua không có gì bất thường. Ít nhất, trong mắt những tu sĩ phong bạo giới phi thăng là như thế. Trong những dòng chữ lưu lại, có người từng thử dịch chuyển tấm bia đá, rõ ràng là một khối bia đá bình thường. Lại cứng như bàn thạch, bất kỳ pháp bảo hay đạo thuật nào đánh lên đều không thể lưu lại một chút dấu vết. Trên vách đá có khắc một ít suy đoán, có người cho rằng chất liệu tấm bia đá bất phàm, cũng có người nói nó ẩn giấu huyền cơ, có thể khẳng định. Mỗi người từng thử tìm tòi nghiên cứu tấm bia đá và tiên sơn đều phải tay không mà về, cuối cùng chỉ còn cách từ bỏ tâm tư thu phục tiên sơn, ngoan ngoãn xông vào đạo tiêu môn. Nhưng trong đó có một phỏng đoán rất thú vị, có người cho rằng ngọn núi này có thể đứng sừng sững tại chỗ sâu nhất trong quy khư, bản thân nó có thể là một kiện dị bảo. Nhìn chung cả ngọn núi, tấm bia đá ghi lại tên ngọn núi, chính là tồn tại đặc thù nhất, rất có thể là mấu chốt để thu phục dị bảo này. Chương 3312, tranh đoạt tiên sơn. Chẳng biết bao nhiêu năm sau, có người dựa theo lời người này nói mà thử, không ngoài dự đoán thất bại. Còn nói thêm một câu rằng cho dù suy đoán này là thật, hạ giới cũng không ai có thể làm được, hậu nhân không cần hao phí tinh lực thử nữa. Nếu có kẻ không tin, phía dưới lại ghi thêm một chuỗi chữ, đáng tiếc phía dưới cùng vách đá bị bong ra, nội dung rơi mất, chẳng biết có ai đã phát hiện ra điều gì hay không. Những kẻ phi thăng trước kia, tu vi cao nhất cũng chỉ có hóa thần, bọn họ không nhìn ra huyền cơ, nhưng trong mắt Tần Tang và Dân Trác lại không phải không có manh mối. Tần Tang ngưng mắt nhìn bia đá, trong mắt tinh quang lưu chuyển, có chút hối hận vì không mang Thiên Mục Điệp tới, nếu không có thể nhìn rõ ràng hơn. Trong mắt hắn, trên tiên sơn tồn tại khí thế vô danh, những khí cơ này cực kỳ mờ nhạt, khó mà phát giác, Tần Tang cũng chỉ có thể ẩn ẩn bắt lấy một chút mạch lạc. Trùng hợp là, những khí cơ này đều chảy về một nơi, chính là vị trí bia đá. Không hề nghi ngờ, bia đá có tác dụng đặc biệt, về phần có phải là mấu chốt để thu lấy tiên sơn hay không, vẫn còn phải nghiệm chứng. Hắn liếc nhìn Dân Trác, lão này đi thẳng đến Đại Dư Tiên Sơn, xem ra biết chút ít gì đó. Chẳng lẽ giống như lời đoán trên vách đá, bản thân tiên sơn chính là một kiện dị bảo. Lúc này Dân Trác cũng đang do dự, không biết nên xông vào khe hở trước, tìm kiếm nơi phát ra thanh linh khí, hay là thử trưởng khống bia đá, thu phục Đại Dư Tiên Sơn trước. Mỗi lần thủy triều rút xuống, thời gian duy trì có hạn,
trước khi thủy triều dâng lên lại, nhất định phải rời khỏi nơi này. Lão rời mắt khỏi tấm bia đá, nhìn về phía khe nứt. Dám xông thẳng vào khe nứt, vạn nhất bên trong chỉ có thanh linh khí, chẳng phải là tiếc lớn sao. Nhưng thu phục tiên sơn cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc trước lão coi là tiên sơn ngoài ý muốn rơi xuống đây, không thấy ánh mặt trời. Hiện tại xem ra, tiên sơn rõ ràng bị một cỗ lực lượng trói buộc ở chỗ này, cho dù khống chế được tiên sơn, có thể mang đi hay không cũng chưa chắc. Mà đến nay lão vẫn không cách nào xác định được cỗ lực lượng kia từ đâu đến, sơ sẩy sẽ khiến cổ cấm xung quanh dị biến. Thời gian không cho phép lão dò xét kỹ. Nghĩ đến những nỗ lực, những cái giá phải trả của bản thân, hao tổn tâm cơ để đến được đây, Dân Trác cắn răng, thân ảnh lóe lên, muốn bay về phía bia đá. Thấy động tác của Dân Trác, trong mắt Tần Tang lóe lên hàn quang, thầm nghĩ bia đá quả nhiên là mấu chốt để thu lấy tiên sơn. Tuyệt đối không thể để Dân Trác chạm vào bia đá, vạn nhất để lão lấy đi tiên sơn, không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Tần Tang không chần chừ nữa, pháp tướng Thanh Loan bỗng nhiên dang rộng hai cánh, lôi đình nổi dậy, thanh quang trong vắt. Ngay khoảnh khắc Tần Tang hiện thân, Dân Trác lập tức cảm nhận được một tia ba động khác thường, không khỏi giật mình, trong lòng bỗng chốc rối loạn. Cũng may lão đang chuẩn bị ra tay thu lấy tiên sơn, đề phòng bất trắc, âm thầm chuẩn bị sẵn một môn thần thông, lúc này theo bản năng thi triển ra, bên người vang lên tiếng nước chảy ào ào. Trong bóng tối trống rỗng bỗng hiện ra một dòng sông lớn, nước sông cuồn cuộn, uốn lượn chín khúc, bao vây Dân Trác, hóa thành một cự nhân cao lớn. Giống, cự nhân gầm lên, tựa như sóng lớn cuồn cuộn vỗ bờ, chấn động nhân tâm. Răng rắc, một đạo thanh lôi xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, khi tiếng sấm vang vọng đến vực sâu, pháp tướng Thanh Loan đã tới gần Dân Trác. Nhìn cự nhân do Dân Trác biến thành, Tần Tang không chút do dự, điều khiển pháp tướng Thanh Loan lao thẳng tới. Trong mấy lần đại chiến trước đây, Dân Trác không chỉ một lần thi triển môn thần thông này, quả thực không tầm thường. Trên thực tế, thần thông huyết mạch của dị nhân tộc đều không đơn giản. Trước đó Tần Tang không coi trọng Dân Trác, cũng không cố ý nhắm vào lão làm gì, nhưng một thần thông thi triển lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt tu sĩ luyện hư, ít nhiều cũng sẽ để lộ ra nhược điểm, trừ phi thần thông kia đã hoàn mỹ hoặc là che giấu đủ tốt. Huống chi Dân Trác đột phá chưa lâu, thần thông cũng chưa thuần thục. Trong mắt Tần Tang, thần thông của Dân Trác còn lâu mới hoàn mỹ, liếc mắt đã nhìn ra, trước ngực pháp tướng Thanh Loan lóe lên linh quang, linh bài phá không bay ra, đánh thẳng về phía thủy cự nhân. Là ngươi? Dân Trác nhận ra pháp tướng Thanh Loan, không thể tin nổi. Đối mặt với đại quân Lô Vương cường đại, đại cung phụng tự mình ra trận, hắn sao có thể dám phân ra pháp tướng, đến đây tranh đoạt đại dư tiên sơn. Kinh ngạc, sợ hãi, hối hận, lão chưa kịp cảm nhận những cảm xúc này, kình phong đã ập tới, cho dù Dân Trác phản ứng không chậm, nhưng cũng quá gấp gáp, thủy cự nhân vội vàng giơ hai tay lên đỡ. Linh bài to như một ngọn núi nhỏ, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hai cánh tay của thủy cự nhân. Chỉ thấy sóng nước trong hư không tung bay, cánh tay của thủy cự nhân bỗng chốc trở nên hư ảo, phảng phất không chịu nổi, bị đánh trở về nguyên hình. Thủy cự nhân chấn động, ngã xuống vực sâu hun hút, Dân Trác chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể đột nhiên ngưng trệ, tuy không bị thương, nhưng cũng không thoải mái gì. Đợt công kích này chỉ là bắt đầu, thủy cự nhân vừa bị đánh rơi, trước người đã có thanh quang nở rộ. Chân lôi Thanh Loan phi độn có thể coi là độn pháp thượng thừa trong cảnh giới luyện hư, Dân Trác căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp tướng Thanh Loan tới gần, bất lực. Ồ! Pháp tướng Thanh Loan duỗi ra một móng vuốt, chụp về phía ngực thủy cự nhân. Đáng sợ không phải là móng vuốt, mà là thanh sắc lôi ti ẩn hiện trên bề mặt móng vuốt, đó là chân lôi Thanh Loan mà Tần Tang đã sớm độ vào trong cơ thể pháp tướng Thanh Loan. Ngay từ khi khai chiến, Dân Trác đã được chứng kiến uy lực của chân lôi Thanh Loan, lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi. Giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, thủy cự nhân không thể trốn tránh, chỉ có thể co rúm toàn thân, hóa thành một quả cầu nước khổng lồ, bao bọc Dân Trác ở chính giữa. Thủy cầu nặng nề, bên trong nước lấp lóe ngân quang, tựa như thủy ngân. Bành! Bề mặt thủy cầu bị một móng vuốt khổng lồ đánh trúng, nước bắn tung tóe, lõm xuống một mảng lớn. Móng vuốt phá vỡ, nghiền nát, đâm vào bên trong thủy cầu. Không ngờ bên trong thủy cầu còn có một tầng thần dị khác, giống như có thể không ngừng khuếch trương. Pháp tướng Thanh Loan lao tới cực nhanh, khoảng cách giữa móng vuốt và Dân Trác trong thủy cầu tuy đang rút ngắn, nhưng lại chậm hơn rất nhiều. Ầm ầm ầm. Thủy cầu rung chuyển kịch liệt,
Hiển nhiên môn thần thông này cũng có cực hạn, nhưng cũng đủ để tạm thời hóa giải tình cảnh của Dân Trác, cho lão cơ hội thi triển thủ đoạn khác. Bất quá Dân Trác vẫn đánh giá thấp uy lực của một kích này. Ầm, thanh lôi bùng nổ, bên trong thủy cầu tràn ngập lôi quang. Dân Trác hoa mắt chóng mặt, nếu như kiện bảo vật hộ thân kia chưa bị hủy, có lẽ còn có thể tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng cuộc đời lại không có nếu như. Thánh Hồ, tổ điện trường hữu tộc, Dân Thuật ngồi xếp bằng trước người Sáp, chuyên tâm thôi động trận pháp. Một tầng lửa nhàn nhạt thiêu đốt trên người Sáp, ngọn lửa cực kỳ ổn định, người Sáp đã gầy đi so với lúc trước, thoạt nhìn còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Dân Thuật đột nhiên biến sắc, hoảng sợ thất thanh. Ù, ngọn lửa trên thân người Sáp bỗng chốc bùng phát dữ dội, tốc độ hòa tan đột nhiên tăng nhanh, sáp ong như nước, chảy xuôi theo cơ thể, trong nháy mắt đã loang ra một mảng lớn trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 3313, Chân Lôi Trấn Tộc Trưởng. Chân lôi thanh loan vừa ra, thần thông lập tức bị phá. Dân Trác miễn cưỡng tranh thủ được chút thời gian, thừa cơ hội tế ra một kiện linh bảo. Bảo vật này trông giống như một cái bát, bên trong trống không, trên vách trong có khắc họa đồ án phức tạp, sinh động như thật, vẽ nên một vùng non nước hữu tình. Nước hồ uốn lượn quanh núi, non xanh nước biếc, sống động như thật. Cái bát hóa lớn, bức tranh trên vách trong theo đó mở rộng, non nước như muốn đi ra bức họa, tiến vào hiện thực. Cùng lúc đó, trên không trung bên trên Dân Trác, hư không xuất hiện gợn sóng, mơ hồ có thể nhìn thấy hư ảnh là hình dáng của mấy ngọn núi, không khác gì so với đồ án được khắc họa bên trong bát. Phía trên đỉnh đầu Dân Trác là dãy núi, xung quanh người thì có nước xanh lượn lờ, tiếng nước chảy róc rách. Chưa kịp đợi non nước hoàn toàn hiện ra, chân lôi thanh loan triệt để bộc phát, chỉ nghe một tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô số tia sét đánh lên hư ảnh non nước. Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh tan thành từng mảnh, linh quang lóe lên dữ dội. Tất cả hư ảnh ầm vang vỡ nát, bị lôi đình càn quét sạch sẽ, cái bát từ giữa không trung rơi xuống. Bảo vật này còn chưa kịp phát huy toàn bộ uy lực đã bị đánh trở về hình dạng ban đầu, nhưng cuối cùng cũng cản trở được một vài tia sét. Ầm, trước người Dân Trác không còn bình chướng, lôi uy còn sót lại ập đến, bao trùm lấy lão. Đúng lúc này, người Sáp trong tổ điện trường hữu tộc bốc cháy dữ dội. Lôi quang tiêu tán, Dân Trác mặt mày tái nhợt, vô cùng chật vật. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn, vừa mới giao đấu, lão đã bị thương, thực lực giữa hai bên chênh lệch đến mức làm cho lão tuyệt vọng. Hơn nữa, lão còn mang theo tai họa ngầm là người Sáp, nếu không thể rời đi trước khi người Sáp cháy hết, thương thế sẽ quay trở lại, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trong nháy mắt sẽ mất năng lực phản kháng. Lúc này Dân Trác đã không còn tâm tư tranh đoạt Đại Dư Tiên Sơn, trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Cái bát lật úp rơi xuống vực sâu, dường như đã mất đi khống chế. Đột nhiên, bên trong cái bát bắn ra ánh sáng màu lam đậm, xung quanh nhất thời vang lên tiếng nổ lớn. Giống như có vô số vũng nước ẩn giấu trong hư không, bị cái bát dẫn động, những vũng nước này hiện ra trên thế gian, vực sâu vốn dĩ cách biệt với nước biển bên ngoài. Những vũng nước này hội tụ lại, tạo thành dòng sông trong lành, mát mẻ, sóng xanh cuồn cuộn, dòng nước chảy khắp nơi, lấp đầy vực sâu. Nhìn kỹ mới thấy, những vũng nước này được tạo thành từ vô số giọt nước nhỏ bé, giọt nước quá nhỏ, quá dày đặc, mắt thường không thể phân biệt được, chỉ có người tu hành mới nhìn thấy được. Cùng lúc đó, thân thể Dân Trác trở nên hư ảo, trong suốt, sau đó ầm vang phát nổ, hành động này giống như tự sát, nhưng lại không nhìn thấy máu thịt nổ tung. Cơ thể nổ thành vô số giọt nước nhỏ bé, hoàn mỹ dung nhập vào dòng nước, ngay cả khí tức của lão cũng biến mất không thấy tăm hơi. Có lẽ Dân Trác đang ẩn thân trong một giọt nước không đáng chú ý nào đó, cũng khó khả năng cơ thể của lão đã thật sự phân liệt ra, phân tán vào trong tất cả các giọt nước, chỉ cần có một giọt nước chạy thoát khỏi nơi này, lão sẽ sống. Tần Tăng ngưng mắt nhìn, trong lòng biết đây nhất định là một môn thần thông thượng thừa, nếu có Thiên Mục Điệp, có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra chân thân của đối phương, nhưng hắn không phải không có cách nào. Dòng nước vốn do Dân Trác khống chế thiên địa nguyên khí xung quanh, nhờ vào lực lượng của bảo vật mà tạo ra. Thanh Loan Pháp Tướng và Dân Trác đều cùng cảnh giới sơ kỳ, năng lực khống chế thiên địa nguyên khí không chênh lệch nhau quá xa, nhưng dù sao cũng có sự khác biệt. Thể tu và pháp tu có chút khác biệt về cách tu hành, cảnh giới tương ứng với hóa thần kỳ và luyện hư kỳ được chia thành nội cảnh và ngoại cảnh.
nội cảnh sẽ bộc lộ đầy đủ đặc tính của bản thân, ngoại cảnh thì nhất mạch tương thừa. Pháp tướng tựa như một loại biểu tượng của ngoại cảnh, mà pháp tướng không phải biểu tượng duy nhất của ngoại cảnh. Những truyền thừa luyện thể khác có lẽ sẽ có những biểu tượng khác. Thanh Loan pháp tướng khựng lại, hai cánh mở ra, thiên địa nguyên khí xung quanh lập tức chuyển động. Từng luồng linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tràn ngập trong hư không, hóa thành linh triều, chen chúc hội tụ về phía pháp tướng. Ầm, ầm, ầm. Đại dư tiên sơn rung chuyển càng thêm dữ dội. Xung quanh chiến trường, cấm chế vốn còn ổn định, lúc này cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Tu sĩ luyện hư bình thường sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động trong cuộc chiến tranh đoạt thiên địa nguyên khí thuần túy, bởi vì rất dễ mất kiểm soát, trừ phi lúc bắt đầu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Vô số thiên địa nguyên khí bị Thanh Loan pháp tướng thôn phệ, hai cánh như mây đen che trời, bao phủ vực sâu. Dường như chỉ cần vỗ cánh một cái là có thể san bằng vực sâu, ẩn chứa vài phần khí thế của thần điểu trong truyền thuyết. Thiên địa nguyên khí vô chủ rất nhanh đã bị Thanh Loan pháp tướng thôn phệ gần như không còn, tiếp theo chính là cướp đoạt thiên địa nguyên khí đã bị dân trác khống chế. Ầm, ầm, ầm. Xoạt, trên chiến trường bắn ra vô số giọt nước, hóa thành linh khí thuần túy, bị Thanh Loan pháp tướng cướp đi. Theo việc thiên địa nguyên khí bị cướp đoạt, dòng nước xuất hiện vô số lỗ thủng, dường như có vô số giọt nước nổi lên. Những giọt nước vốn tràn ngập trong hư không, rõ ràng đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều, một ít ba động mịt mờ không cách nào tiếp tục che giấu, hiển lộ ra ngoài. Hai mắt Thanh Loan pháp tướng sáng lên, khẽ vỗ hai cánh, lôi quang nổi lên, một đạo sấm sét đột nhiên đánh về phía một nơi trên chiến trường. Ầm, dòng nước dâng lên sóng lớn, một người khổng lồ nhảy lên từ trong nước, ngửa mặt lên trời gào thét, vung một quyền vào khoảng không. Quyền này khí thế kinh người, tựa như có thể đánh sập hư không, nhưng khi nắm đấm va chạm với tia sét, trong ánh sáng chói mắt, toàn thân người khổng lồ cứng đờ, cơ thể đột nhiên phát nổ, hóa thành linh khí thuần túy. Thanh Loan pháp tướng không khách khí tiếp nhận, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của dân trác đâu. Tần Tang không hề bối rối, kiên định tin tưởng vào phán đoán của mình, thoáng chốc đã nắm bắt được cỗ ba động tương tự thứ hai, tiếp tục ra tay. Ầm, ầm, ầm. Liên tục có người khổng lồ xuất hiện rồi bị hủy diệt, mỗi lần chỉ có thể sống sót trong nháy mắt, sau đó tiêu tán dưới lôi uy. Không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Thanh Loan pháp tướng, ngược lại còn trở thành thức ăn ngon của Thanh Loan pháp tướng. Dân trác vẫn liều mạng ẩn nấp, nhưng những giọt nước ngày càng ít đi. Độn thuật của Thanh Loan pháp tướng quá nhanh, dân trác căn bản không có cơ hội thở dốc. Khi có thêm một người khổng lồ bị tiêu diệt, chân thân của lão đã hoàn toàn bại lộ. Vèo, một tia thanh lôi phá toái hư không bắn tới. Mặt nước phía trước đột nhiên vặn vẹo lõm xuống, dân trác không thể trốn thoát, bị ép hiện thân phía dưới đáy hố nước, vừa hiện thân liền cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Trong khoảng thời gian này, Thanh Loan pháp tướng đã thôn phệ quá nhiều thiên địa nguyên khí, lúc này thế công còn đáng sợ hơn so với vừa rồi. Dân trác còn muốn giãy giụa, cái bát lại hiện ra, che trước người lão, một lát sau, một cái vuốt sắc nhọn đặt lên trên cái bát. Ầm. Sắc mặt dân trác tái nhợt, chật vật lùi lại, cái bát ảm đạm vô quang, một lần nữa bị đánh bay. Lần này là thật sự bị đánh bay, trực tiếp rơi xuống vực sâu. Thanh lôi chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó xuất hiện trước mặt dân trác. Trong thanh lôi ẩn hiện hình dáng Thanh Loan pháp tướng, hai cánh bộc phát ra lôi quang thuần túy hơn, hung hăng đánh về phía dân trác. Một tiếng sấm nổ vang lên, dân trác bị lôi đình đánh bay, bảo giáp trên người ầm vang vỡ nát, lão hét thảm một tiếng. Đối phương dù sao cũng là cường giả cấp luyện hư, hơn nữa còn là tộc trưởng, không biết trên người còn có bảo vật hộ thân nào khác không. Tần Tang không dám khinh thường, cũng sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Lôi quang chói mắt, Thanh Loan pháp tướng một lần nữa áp sát dân trác, lão chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, dưới sự tấn công liên tục của Thanh Loan pháp tướng, thương thế trên người lão ngày càng nặng. Cho đến cuối cùng, Thanh Loan pháp tướng từ trên cao nhìn xuống, móng vuốt sắc bén như dao, đâm thẳng vào đầu dân trác, lão vẫn chưa bỏ cuộc. Trước ngực hiện lên một luồng tử quang, muốn tế ra bảo vật nào đó. Thân thể dân trác chợt cứng đờ, khí tức suy yếu nhanh chóng, trước ngực vừa lóe lên tử quang, triệt để dập tắt. Chương 3314, thần niệm xuyên bìa. Tổ điện trường hữu tộc, dân thuật mặt mày hoảng sợ. Ngọn lửa trên người sáp ngày càng dữ dội, sáp ong tan chảy bao phủ mặt sàn đại điện. Cuối cùng, cơ thể người sáp cũng bị thiêu rụi gần như không còn. Phụ thân.
Dân Thuật kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, gã không dám tưởng tượng người sắp cháy hết sẽ có ý nghĩa gì đối với phụ thân và trường hữu tộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở vùng đất Ô Trọc? Trên điển tịch không hề nói dối, người sắp cháy hết, thương thế tái hiện. Vô tận cảm giác suy yếu ập đến trong lòng Dân Trác, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, hơn nữa còn khiến cho vết thương cũ nặng hơn gấp bội, khiến lão gần như mất đi toàn bộ sức lực. Lão chưa bao giờ cảm thấy bản thân suy yếu đến như vậy, ngay cả sau khi độ kiếp cũng chưa từng có. Tần Tang cảm nhận được sự thay đổi của Dân Trác, trong lòng kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra với Dân Trác, đột nhiên lại mất đi năng lực phản kháng. Để đề phòng đối phương giở âm mưu quỷ kế, Tần Tang không hề nương tay, cho đến khi móng vuốt cắm vào đỉnh đầu Dân Trác, mới xác định Dân Trác thực sự đã suy yếu. Nhìn thấy Dân Trác sắp chết, ánh mắt Thanh Loan Pháp Tướng ngưng tụ, thu hồi vài phần lực vào thời khắc cuối cùng, giữ lại mạng sống cho Dân Trác. Vèo, mấy đạo thiểm điện hiện ra trong hư không, hóa thành lôi chảo, bóp chặt cơ thể tàn phế của Dân Trác. Lôi đình rót vào nội phủ và xương cốt, triệt để giam cầm Dân Trác. Chiến trường yên tĩnh trở lại, thắng bại đã phân. Dân Trác chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn còn sống, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lão đã suy yếu đến cực điểm, miễn cưỡng giữ được mạng sống, nhìn Thanh Loan Pháp Tướng, khàn giọng nói, sai lầm lớn nhất đời lão phu chính là chọn trở thành địch nhân của đạo hữu. Tần Tang im lặng không trả lời. Tu luyện đến cảnh giới này, trong lòng mỗi người đều có chấp niệm, dù cho Dân Trác một cơ hội nữa, lão cũng chưa chắc đã thay đổi quyết định. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Tần Tang thản nhiên hỏi. Dân Trác cũng không cầu xin tha thứ, gian nan đảo mắt, nhìn về phía Đại Dư Tiên Sơn, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Thở dài, nếu đạo hữu muốn hỏi về ngọn núi này, lão phu không có gì phải giấu giếm, bởi vì lão phu cũng biết rất ít. Chỉ biết ngọn núi này là một trong số cổ tiên sơn, địa vị cực lớn, còn về cách thu phục ngọn núi này, tiên sơn có gì kỳ lạ, lão phu hoàn toàn không biết. Tần Tang âm thầm nhíu mày, xem ra Dân Trác khá thẳng thắn, nhìn không giống như đang giả vờ. Hắn có thể thử siêu hồn, nhưng bí thuật này dùng trên người cường giả cấp luyện hư rất khó có kết quả tốt. Hơn nữa cảnh giới của bọn họ không chênh lệch nhau quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ thu được một số mảnh vỡ ký ức rời rạc, chưa chắc đã là thứ hắn muốn. Sau đó, trải qua một phen tra hỏi, Dân Trác quả nhiên rất thẳng thắn, nói thẳng ra những nội dung hắn nhìn thấy trên điển tịch cùng với những suy đoán của mình. Đáng tiếc, vẫn không có câu trả lời mà Tần Tang muốn nhất, làm thế nào mới thu phục được ngọn núi này. Lúc trước, hắn phải vất vả chờ đợi bên ngoài, sau đó lại giao đấu với Dân Trác, đã trì hoãn rất nhiều thời gian, thủy triều ngày càng gần, thời gian của hắn không còn nhiều. Tra hỏi xong, Tần Tang ném Dân Trác sang một bên, đợi sau này có thời gian sẽ hỏi những vấn đề khác. Đại Dư Tiên Sơn, Viên Kiệu Hải Thị. Tần Tang không ngờ Đại Dư Tiên Sơn lại có lai lịch như vậy, một trong số cổ tiên sơn, tại sao lại rơi xuống phong bạo giới? Lại một lần nữa chứng minh phong bạo giới không hề tầm thường. Vị trí của Đại Dư Tiên Sơn cũng rất đặc biệt, chắn ngay trước Đạo Tiêu Môn. Phong bạo giới có đủ loại kỳ dị, ngoài Tử Vi cung ra, liệu có gì liên quan đến ngọn núi này không? Dị nhân tộc và phong bạo giới bởi vì tiên sơn mà có liên quan đến nhau, nếu vậy thì phong bạo giới phi thăng đến Vũ Hải chưa chắc đã là trùng hợp. Tần Tang lách mình bay đến gần Đại Dư Tiên Sơn, bay vòng quanh tiên sơn một vòng, ngoại trừ khe hở và tấm bia đá. Cũng không phát hiện ra điểm khác thường nào, giống như Dân Trác, hắn cũng đầy nghi hoặc, không rõ rốt cuộc ngọn núi này có điểm thần kỳ nào. Gặp phải dị bảo bực này, hắn chắc chắn muốn chiếm lấy. Trầm ngâm một lát, Tần Tang thử đến gần tiên sơn, cuối cùng thuận lợi đáp xuống bệ đá, đi đến trước tấm bia đá. Hành động này không kích hoạt bất kỳ dị biến nào, Tần Tang giơ một cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tấm bia đá, chậm rãi nhắm mắt lại. Ý thức của hắn rót vào tấm bia đá, thử nhiều lần liên tiếp, cuối cùng cũng nắm bắt được một tia khí tức. Tựa như phá vỡ một cánh cửa, cảm giác như bản thân đang tiến vào một không gian hư vô, rộng lớn vô ngần, trống rỗng. Không gian chợt chấn động, ý thức của Tần Tang bị đẩy lùi, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lần này mặc dù thất bại, nhưng đã chứng minh suy đoán trước đó của hắn, tấm bia đá quả nhiên ẩn giấu huyền cơ. Tần Tang tăng cường lực lượng thăm dò, dần dần phát hiện ra một số quy luật, không gian trong tấm bia đá chấn động đồng bộ với tiên sơn. Hắn phân ra một tia thần niệm để ý bên ngoài, chuẩn bị sớm, đề phòng ý thức bị đẩy ra. Tần Tang càng đi sâu vào,
hắn lại phát hiện ra những thay đổi mới, tần suất và biên độ chấn động mạnh hơn. Ầm, ầm, ầm. Đại dư tiên sơn liên tiếp rung chuyển dữ dội, trong khe hở, thanh quang nổi lên, mỗi lần ít nhất có hơn 10 đạo thanh linh khí bị đánh bay ra ngoài. Cao thủ Trường Hữu tộc bên ngoài mừng như điên, dựa theo quy luật trước kia, thanh linh khí sẽ ngày càng ít đi, lần này lại bùng nổ dữ dội như vậy, hiện tại đã gấp đôi so với lần trước. Cao thủ Huyền Thiên cung thì hai mắt đỏ ngầu. Tần Tang không còn để ý đến những thay đổi bên ngoài, hắn gần như dồn toàn bộ ý thức vào việc thăm dò không gian trong tấm bia đá. Càng đi về phía trước càng khó khăn hơn, hắn cảm thấy mình sắp đi đến điểm cuối, bên trong không gian vẫn không có gì. Trên thực tế, đây chỉ là cảm giác của Tần Tang, căn cứ vào lẽ thường mà tưởng tượng ra một không gian, chưa chắc đã thật sự tồn tại. Ngoài ra, hắn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả đây là loại tồn tại như thế nào, có lẽ là trong tấm bia đá ẩn chứa một loại lực lượng chưa từng gặp nào đó. Tần Tang cảm thấy tâm thần bị trùng kích cực kỳ mãnh liệt, dường như đang chống lại một cỗ ý chí vô hình, đối phương đang liều mạng đuổi hắn đi. Chẳng lẽ Đại Dư Tiên Sơn đã sinh ra ý chí? Tần Tang không rõ ràng, đây cũng chỉ là cảm giác của hắn, từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra dù chỉ là một tia khí tức chân chính. Không biết đã bị trùng kích bao nhiêu lần, Tần Tang rốt cuộc cũng đến được điểm cuối của không gian trong bia đá. Lúc này, chấn động vẫn chưa dừng lại, nhưng Tần Tang lại có cảm nhận hoàn toàn mới. Thông qua tấm bia đá, hắn cảm nhận được sự tồn tại của cả ngọn tiên sơn. Thế núi, cấm chế trong núi, những luồng khí tức mờ ảo kia, thậm chí là từng khối đá, từng vách núi đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, chân thật đến vậy. Trước đây, hắn không biết phải làm gì với Đại Dư Tiên Sơn, bây giờ thì đã có được chìa khóa, có thể nếm thử làm gì đó rồi. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 3315, lấy Đại Dư Tiên Sơn. Đến nước này, Tần Tang ngừng lại, âm thầm suy tư. Thăm dò không gian bia đá, quá trình tuy có khúc chiết gian nan, nhưng kỳ thực cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn, có thể nói là khá thuận lợi. Nếu cứ như vậy có thể thu phục Đại Dư Tiên Sơn, có phần quá dễ dàng. Như thế có phải là hắn đã bỏ sót nguy hiểm nào chăng? Tần Tang nhớ lại toàn bộ quá trình, cẩn thận nhớ lại những lần không gian bia đá xuất hiện sóng chấn động nhỏ trước đó, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Tần Tang thu hồi tâm thần, quan sát Đại Dư Tiên Sơn, ánh mắt tự nhiên bị khe hở trên Tiên Sơn hấp dẫn. Trước đó, khi còn ở ngoài Tiên Sơn, chỉ có thể nhìn thấy thanh quang nồng đậm bên trong khe hở, ánh mắt đều bị thanh quang che khuất. Bên trong khe hở luôn tràn ngập một cỗ ba động kỳ dị, có thể che giấu cảm giác của người bên ngoài. Tần Tang và Dân Trác đã thử qua, không thể trực tiếp nhìn trộm vào sâu bên trong khe hở. Nhưng lúc này thì khác, Tần Tang phát hiện bản thân có thể nhìn thấy bên trong khe hở, thanh quang kia phát ra từ trong núi. Hai bên vách đá giống như bảo ngọc, xanh biếc trong suốt, thuần túy vô ngần. Tại nơi sâu nhất của khe hở, có một đoàn khí tức màu xanh, chính là thanh linh khí. Những thanh linh khí này không phải vừa mới sinh ra, mà là vẫn luôn bị vây ở chỗ này, mỗi lần tiên sơn chấn động mới có một tia hoặc là vài tia bị đánh bay ra ngoài. Nơi này không có loại năng lượng nào cao hơn thanh linh khí, khiến Tần Tang có chút thất vọng. Vậy thì nguồn gốc của thanh linh khí này là gì? Tần Tang có thể nhìn thấy, trên tiên sơn, ngoại trừ bản thể tiên sơn ra, chỉ có những cổ cấm thần bí kia. Thanh linh khí hẳn là không phải từ trong cổ cấm sinh ra, mà là xuất phát từ bản thể tiên sơn. Hắn chuyển rời sự chú ý lên vách núi đá, không thấy thanh linh khí mới xuất hiện, có lẽ việc sinh ra thanh linh khí cần có thời gian. Cũng có thể là những thanh linh khí này hình thành trong lúc phi thăng, dưới hoàn cảnh đặc thù nào đó. Nếu là về sau chưa chắc đã có thể sinh ra thanh linh khí mới. Tình huống trong khe hở nằm ngoài dự liệu, Tần Tang tiếp tục quan sát ngọn núi, lại có phát hiện kinh người. Đại Dư Tiên Sơn thế mà lại đầy rẫy vết thương, khiến cho lực lượng bản thân Tiên Sơn trở nên hỗn loạn, va chạm lẫn nhau, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiên Sơn chấn động. May mắn là có những cổ cấm thần bí kia, Đại Dư Tiên Sơn mới không bị chia năm xẻ bảy. Một trong những tác dụng của cổ cấm thần bí chính là bảo vệ Tiên Sơn, ngọn núi nhìn như ngay thẳng hùng vĩ, nhưng kỳ thực bên trong lại vô cùng yếu ớt. Chẳng lẽ đây cũng là những vết thương lúc phi thăng tạo thành sao? Tần Tang âm thầm suy đoán, muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong, lại phát hiện rất nhiều nơi thần bí,
kể cả trung tâm Tiên Sơn, bên trong hỗn độn, dù cho thông qua bia đá cũng không cách nào thăm dò. Tạm thời không nhìn ra manh mối nào, Tần Tang chuyển rời lực chú ý đến những cổ cấm thần bí kia, thăm dò. Kinh ngạc phát hiện, một số cổ cấm trên bề mặt Tiên Sơn thế mà lại không bài xích hắn, có thể bị hắn thao túng. Hắn bắt đầu tìm kiếm những cổ cấm không bài xích mình, từng đạo cổ cấm bị hắn khống chế, gần như bao phủ toàn bộ ngọn núi, khống chế những cổ cấm này là có thể ảnh hưởng đến Tiên Sơn. Tần Tang không tìm được cách luyện hóa Đại Dư Tiên Sơn, nhưng có thể thử lợi dụng cổ cấm để di chuyển nó. Nghĩ đến đây, Tần Tang lập tức bắt đầu thử nghiệm. Trên bề mặt Tiên Sơn, cổ cấm dần dần hiện ra, dị tượng xuất hiện, trong núi tràn ngập sương trắng, tiên vụ lượn lờ. Ngay cả thanh quang phát ra từ khe hở cũng bị mây mù che khuất, khiến Tiên Sơn thêm vài phần mờ mịt. Trong làn sương trắng, Tần Tang và bia đá lúc ẩn lúc hiện. Ngay sau đó, hư không rung động, tiên vụ cuồn cuộn, Tiên Sơn đột nhiên bay lên cao vài chục trượng. Ầm, Đại Dư Tiên Sơn chuyển động, khiến vực sâu cũng không còn yên tĩnh. Cổ cấm trong hư không tản mát ra ba động dị thường, tựa hồ bởi vì nguyên nhân này mà bộc phát. Tần Tang cảm nhận được uy hiếp, tâm niệm vừa động, theo một tiếng vang thật lớn, Đại Dư Tiên Sơn ầm ầm rơi xuống, trở về vị trí cũ, dị động trong vực sâu cũng yếu bớt theo. Xem ra muốn mang Đại Dư Tiên Sơn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ. Tần Tang nhìn ra ngoài núi, ánh mắt đảo qua vực sâu u ám, âm thầm trầm tư. Đại Dư Tiên Sơn dường như có liên hệ nào đó với vực sâu cùng những cổ cấm xung quanh, cưỡng ép mang Tiên Sơn đi. Sẽ dẫn phát dị biến trong vực sâu, thậm chí có khả năng khiến vực sâu sụp đổ, từ nay không còn tồn tại. Trước mắt hắn dường như chỉ còn một con đường, thử khống chế càng nhiều cổ cấm trên Tiên Sơn, tốt nhất là có thể hoàn toàn nắm giữ Tiên Sơn, chặt đứt mối liên hệ này. Nhưng thời gian đã không còn nhiều, Tần Tang không chắc chắn bản thân có thể làm được hay không. Tuy nhiên, Tần Tang còn một cách khác, đó là thiên quân giới mà hắn để pháp tướng mang theo. Không phải là hắn đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống này. Bên trong thiên quân giới có một tiểu động thiên, những năm gần đây, tiểu động thiên ngày càng ổn định, có không gian rộng lớn hàng trăm dặm. Nguồn gốc của thanh linh khí cho dù là Đại Dư Tiên Sơn hay là thứ gì khác, chỉ cần không vượt quá giới hạn dung nạp của tiểu động thiên, đều có thể chuyển thẳng vào trong đó, vô cùng thuận tiện. Điều kiện tiên quyết là vật này phải đủ ổn định, sẽ không khiến tiểu động thiên chấn động, thậm chí là sụp đổ. Đại Dư Tiên Sơn tuy không ổn định, nhưng Tần Tang có thể thử lợi dụng cổ cấm trên bề mặt Tiên Sơn. Che giấu ba động do chấn động tạo thành, chỉ cần có thể kiên trì đến lúc hắn xông ra khỏi vực sâu là có thể giải quyết phiền phức này. Nếu có thể đưa Đại Dư Tiên Sơn vào tiểu động thiên thì càng tốt. Một ngọn núi lớn như vậy cho dù đặt ở đâu cũng quá mức bắt mắt. Nghĩ đến đây, Tần Tang tiếp tục thử nghiệm, tìm kiếm càng nhiều cổ cấm có thể khống chế. Sương trắng trên bề mặt Tiên Sơn càng ngày càng dày đặc, tiên vụ nồng đậm bao phủ toàn bộ ngọn núi. Cuối cùng, ngay cả bản thể Tiên Sơn cũng không nhìn thấy, hoàn toàn bị tiên vụ che lấp. Tiên vụ lưu động cũng không hề nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện gợn sóng, nhưng so với chấn động trước đó, đã yếu ớt hơn rất nhiều. Lúc này, Tần Tang thu hồi tâm thần, thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bản thân cũng đã bị tiên vụ bao vây. Tần Tang bay ra khỏi núi, tế ra thiên quân giới, chỉ thấy linh quang lóe lên, phía trước lập tức trống rỗng, tiên vụ và tiên sơn đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn chìm tâm thần vào tiểu động thiên, thấy tiên sơn rơi xuống một mảnh đất trống đã được dọn dẹp sẵn, trong nháy mắt đại địa rung chuyển kịch liệt. Tiên vụ truyền ra ba động cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tiểu động thiên, nhưng so với dự đoán thì tốt hơn rất nhiều. Ầm ầm ầm. Dị biến bên ngoài đánh thức Tần Tang, hắn vội vàng rút tâm thần ra, phát hiện tiếng vang kia là từ đáy vực sâu truyền đến. Trong bóng tối sâu thẳm, phảng phất có một sức mạnh đáng sợ đang thức tỉnh, có thể phun trào, cổ cấm xung quanh lóe lên dị mang, một cỗ bất an bao phủ nơi này. Tần Tang không dám chần chừ, lập tức túm lấy dân trác, hóa thành một đạo lôi quang, lao ra phía bên ngoài vực sâu. Xuyên qua từng mảnh cổ cấm, Tần Tang men theo đường cũ trở về, cũng chỉ hữu kinh vô hiểm, nhưng ngay khi sắp sửa xông ra khỏi vực sâu, dị biến lại phát sinh. Xoẹt! Một mảnh cổ cấm bỗng bắn ra tia chớp màu trắng, đánh về phía lôi quang, hai đạo điện quang xẹt qua nhau. Tần Tang âm thầm kinh hãi, may mà tốc độ lôi độn nhanh, nếu không đã bị bạch quang đánh trúng, không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì. Bên ngoài vực sâu, Thập trưởng lão và đám người đang thu thập thanh linh khí, hoàn toàn đắm chìm trong đó, phong bạo giới chỉ phái đến một số ít người,
chỉ dám nhặt nhạnh chút lợi ích, căn bản không đủ uy hiếp bọn họ. Ngược lại là cao thủ Trường Hữu tộc lại đang nhìn chằm chằm đám người Huyền Thiên Cung, dự định sau khi kết thúc sẽ giết sạch bọn hắn, một tên cũng không tha. Chương 3316, dư vị đại thắng. Tại sao không có thanh linh khí bay ra nữa? Có người vận chuyển nhãn lực, nhìn chằm chằm vào vực sâu, kỳ quái nói. Thập trưởng lão nhìn về phía chân trời, âm thầm tính toán, nói khí ô trọc đã rơi xuống mức thấp nhất, cũng sắp đến lúc thủy triều lên rồi, có lẽ là... Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng kêu sợ hãi của người nọ cắt ngang, kia là cái gì? Mọi người giật mình, nhao nhao nhìn về phía người nọ đang chỉ tay, chỉ thấy một vùng tối tăm mờ mịt bỗng bùng phát thanh quang chói mắt, sáng hơn thanh linh khí rất nhiều. Tốc độ của thanh quang cực kỳ kinh người, khu vực mờ mịt như hổ đói kia làm bọn họ rất kiêng kỵ. Thanh quang lại giống như vào chỗ không người, theo sau là một cỗ khí tức cuồng bạo đến cực điểm, khiến người ta không rét mà run. Cỗ khí tức này, có người đã từng chứng kiến chân lôi thanh loan phi độn trên chiến trường. Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt cả bọn đại biến, khi bọn họ nhìn rõ cảnh tượng trong thanh quang, càng kinh hãi tột độ. Tộc trưởng của bọn họ lại bị người ta xách trong tay, không có chút sức phản kháng nào. Nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim tất cả mọi người, bọn họ thậm chí còn chưa kịp chạy trốn, thanh quang đã đến gần trong gang tấc. Pháp tướng Thanh Loan vung cánh, thập trưởng lão và đám người lập tức rơi xuống như mưa, còn chưa kịp phản kháng, trên không trung lôi quang chói lòa. Từng đạo lôi tác thô to giáng xuống, lực lượng cường đại xé rách thần thông hộ thể của bọn họ, đám người chỉ cảm thấy một trận tê dại truyền đến, ý thức mơ hồ, ngất đi lúc nào không hay. Lôi tác cuốn lấy, ném bọn họ đến trước mặt tu sĩ Huyền Thiên Cung, Tần Tang quát, mang bọn chúng đi. Tu sĩ Huyền Thiên Cung nhìn nhau, còn chưa kịp hoàn hồn sau biến cố, chỉ trong nháy mắt, địch nhân đã bị bắt sống, mặc cho bọn hắn chém giết. Một gã trưởng lão Huyền Thiên Cung vừa định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện sương mù xám trắng đang từ vực sâu lan ra, đồng thời vực sâu cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, một cỗ nguy hiểm nồng đậm ập tới. Đi mau, đợi mọi người rời đi, Tần Tang cũng chậm rãi lui lại, chỉ thấy khí ô trọc tràn qua vực sâu, dị tượng lập tức bộc phát. Dị quang liên tục xuất hiện, hóa thành dòng lũ đáng sợ, va chạm với khí ô trọc, long trời lở đất, không biết sau khi dị biến này kết thúc, vực sâu có còn tồn tại hay không. Tần Tang nhìn thoáng qua, không tiếp tục lưu lại, phá không rời đi. Phong bạo giới, Tây Thổ, đại chiến kết thúc, chiến trường là một mảnh hỗn độn. Tô Nữ, Tư Lục và Chu Tước đang dẫn người dọn dẹp chiến trường. Trận đại chiến này cũng không phải là không có chút thu hoạch nào, mặc dù vô định bát cực đồ bị người ta lấy đi, nhưng sau hơn một năm tẩm bổ, địa hình Tây Thổ đã phát sinh thay đổi vĩnh viễn. Sa mạc gần như biến mất, tuy thoạt nhìn vẫn hoang vu, nhưng sau khi phong bạo giới an định lại, nơi đây nhất định sẽ khôi phục sinh cơ. Tần Tang khoanh chân lơ lửng trên không trung, hồi lâu bất động, lĩnh hội những gì thu hoạch được, không ai dám đến quấy rầy. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía chiến trường, thấy Tư Lục đang dẫn người thu nạp tàn binh của Lô Vương. Tế Lôi Thệ Trương tự bạo, dư ba cũng đủ để hủy diệt tu sĩ hóa thần kỳ, đại quân Lô Vương tử thương vô số, may mắn là Tần Tang còn nương tay, giữ lại một số tù binh. Đây đều là tinh nhuệ của Lô gia, có thể trở thành thành viên trong thế lực của Tư Lục, cũng có thể đi theo yêu binh, làm hộ vệ cho đạo tràng của hắn. Còn những kẻ may mắn sống sót như Thệ Mục, đều đã lập lời thề độc với Tư Lục, trở thành khách khanh của Yển Sơn Tư gia, được an bài làm đủ loại tạp vụ, cũng không dám có nửa câu oán hận. Đại thắng, Tần Tang đã biết được chuyện Thanh Loan Pháp tướng trải qua, trong đầu hiện lên hai chữ này, trong lòng vô cùng vui mừng. Hai chiến trường đều giành được thắng lợi hoàn toàn, thu hoạch tương đối phong phú. Này, ngươi cười gian trá như vậy làm gì, lần này cướp được bao nhiêu bảo bối tốt rồi. Chu Tước vẫn luôn hộ pháp cho Tần Tang, thấy hắn tỉnh lại, vội vàng bay tới, gào thét đòi chia phần. Tần Tang cũng không khỏi bắt đầu kiểm kê thu hoạch của trận chiến này. Ngoại trừ việc phong bạo giới chân chính nghênh đón an bình, bản thân hắn có thu hoạch rất lớn về mặt tu vi, cùng với việc Tư Lục trở về Tiêu tộc, những thứ vô hình này còn chưa đề cập tới. Bảo vật quý giá nhất, không thể nghi ngờ là hư vực Hỗn Thiên Kim Tỏa có thể diễn hóa ra hư vực. Đại cung phụng vẫn lạc, bảo vật này mất đi chủ nhân, rơi xuống đất, bị Tần Tang thu lấy. Đáng tiếc là giới tử pháp khí của Đại Cung Phụng đã bị Tế Lôi Thệ Trương phá hủy. Khốn Thiên Kim Tỏa là một kiện linh bảo, nếu có thông bảo quyết, hắn có thể sử dụng được.
Tần Tang không phải là chủ nhân chân chính của Khốn Thiên Kim Tỏa, muốn khiến bảo vật này nhận chủ, chỉ có thể thi triển bí thuật ngũ hành minh, dần dần áp chế và mê hoặc linh tính của bảo vật này, từ từ luyện hóa. Loại bí thuật này cực kỳ rườm rà và phiền phức, đối với linh bảo bình thường thì không đáng để tốn công sức, nhưng Khốn Thiên Kim Tỏa hiển nhiên đáng để thử một lần. Hắn quan sát kiếm quang mà Thiên Việt Thượng Nhân để lại, lĩnh ngộ về pháp vực đã vượt xa tu vi hiện tại. Mượn nhờ Khốn Thiên Kim Tỏa, nói không chừng tại luyện hư trung kỳ, hắn cũng có thể thi triển ra hư vực. Bảo bình kia của Đại Cung Phụng cũng có uy lực phi phàm, nhưng nó có liên hệ rất sâu với Đại Cung Phụng, không khác bản mệnh pháp bảo, người ngoài rất khó luyện hóa, giá trị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, giới tử pháp khí của Lô Vương, Lô Càn và những người khác đều bị Tần Tang lấy được. Lô Vương là một trong tứ vương của Tiêu tộc, Lô Càn là tâm phúc của y, gia sản của hai người vô cùng phong phú. Nhất là Lô Vương, thân là người thừa kế Hàn Giang Lô gia, trên người bảo vật vô số, rực rỡ muôn màu. Những linh bảo, pháp khí kia ngược lại là thứ yếu, bởi vì thể chất và thần thông đặc thù của Tiêu tộc, đại đa số đều không phù hợp với ngoại tộc. Thứ mà Tần Tang nhìn chúng chính là linh tài, đan dược, một trong tứ đại vương tộc, kinh nghiệm tích lũy qua vô số năm, cộng thêm tài nguyên cướp đoạt được từ Yển Sơn Tư gia, có thể nói là kinh người. Vì kiến tạo lôi đàn, Tần Tang gần như đã bị vét sạch, những thứ này có thể bù đắp phần nào tổn thất của hắn. Đáng nhắc tới chính là, Lô Vương mang theo cả Thận Lâu Giác của Hàn Giang Lô ra bên mình, cũng rơi vào tay Tần Tang. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là toàn bộ. Lúc này, Tư Lục cũng chú ý tới động tĩnh của Tần Tang, bay lên không trung, khom người hành lễ, chân thành nói, đa tạ Tần huynh báo thù cho ta. Ân tình này, Tư Lục vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Lời nói của Tư Lục phát ra từ tận đáy lòng. Năm đó, y lựa chọn đi cùng Tố Nữ, vốn đã có ý định cam chịu, không ngờ rằng đi theo Tần Tang, nhanh như vậy đã báo được thù cho tộc nhân. Kẻ thù năm xưa, một tên cũng không còn, tất cả đều phải trả giá. Nghĩ đến những chuyện trước kia, Tư Lục không khỏi cảm khái vạn phần, trong lòng càng thêm kính phục và cảm kích Tần Tang. Bần đạo ra tay lần này cũng không phải chỉ vì đạo hữu, cũng có mưu đồ riêng của bần đạo. Tần Tang thản nhiên nói, đạo hữu có thể trở về Tiêu tộc, sau này Yển Sơn Tư gia có thể trở thành trợ lực cho bần đạo. Nếu Tần huynh có gì phân phó, Tư Lục nguyện dốc hết sức lực. Tư Lục trịnh trọng hứa hẹn, chờ giọng nói vừa chuyển, nay Lô Vương và Đại Cung Phụng đã chết, cường giả Lô gia bị tiêu diệt, tinh nhuệ mất sạch, Hàn Giang Lô phủ chính là thời điểm trống rỗng nhất. Các thế lực khác tạm thời không dám manh động, nhưng mấy người thiếu sư trở về, mang theo tin tức, nhất định sẽ chia cắt Lô gia. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nên nhanh chóng trở về Hàn Giang, miễn cho để người khác chiếm mất tiên cơ. Tần Tang vuốt cằm, nói, để Tố Nữ và Chu Tước đi cùng ngươi trước, bần đạo còn chút chuyện quan trọng, sau đó sẽ đến. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 3317, Hắc Thủ Sau Màn. Tư Lục và đám người không ngừng thi triển đại pháp lực, quét sạch chiến trường, sau đó bắt đầu chỉnh đốn tàn quân của Lô Vương. Huyết mạch dòng chính Lô gia bị chọn lựa ra, lưu lại phong bạo giới, làm bạn với yêu binh. Những kẻ phụ thuộc Lô gia, những họ tộc khác, vẫn có thể trọng dụng. Tư Lục hứa hẹn cho phép bọn họ gia nhập Yển Sơn Tư gia, tuy địa vị có kém hơn so với khi ở Lô gia, nhưng so với việc bỏ mạng, diệt tộc thì tốt hơn vạn lần. Nhờ vậy, y nhanh chóng thu phục được lòng người. So với lúc Lô Vương xuất quân xâm phạm, khí thế ngút trời, thì giờ đây bọn họ chỉ là lũ tàn binh bại tướng, chẳng còn chút uy phong nào nữa. Lúc trước Thệ Mục và đám cường giả bị lợi ích thúc đẩy, giờ đây đều trở thành tù nhân dưới trướng, bị quản thúc nghiêm ngặt, không dám không dốc sức. Nhìn lại, quả nhiên là một luồng thế lực không thể khinh thường. Mấy người Tư Lục mang theo chiến thắng trở về, chắc chắn sẽ khiến cho tàn quân Yển Vương và các thế lực phụ thuộc tâm phục khẩu phục. Thực lực của Yển Sơn Tư gia sẽ ngày càng lớn mạnh, ngoại trừ việc thiếu cường giả đỉnh cao tọa chấn, thì có lẽ cũng không kém cạnh thời kỳ cường thịnh là bao. Mà cường giả đỉnh cao, e rằng chỉ có thể trông cậy vào Tần Tang. Diệt sát Đại Cung Phụng và Lô Vương, chiến tích hiển hách có thể trấn nhiếp được một số kẻ, nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài tộc. Chỉ có thể lấy danh nghĩa là khách khanh trưởng lão, làm việc phải suy tính cẩn thận, có những quy củ không thể phá vỡ, quá mức tùy ý với Tư Lục cũng không phải là chuyện tốt. Vạn nhất gây nên bất mãn,
để Ti Hoàng thừa cơ gây rối, e rằng lại là một phen phong ba huyết vũ mà Lôi Đàn lại không với tới. Tư Lục không có dã tâm thay thế Ti Hoàng, mà Tần Tang cũng sẽ không ủng hộ gã làm vậy. Tần huynh, chúng ta xuất phát trước một bước. Tư Lục chỉnh đốn quân đội, tiếp quản pháp chu của Lô Gia, ra lệnh cho tất cả tướng sĩ lên pháp chu, vận sức chờ đợi. Tô Nữ và Chu Tước dẫn theo một nhóm cao thủ phong bạo giới đi theo. Tần Tang gật đầu, đang định lên tiếng, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía ngọn núi hoang vu nơi xa. Trên ngọn núi hoang trống trải, gió cuốn mây bay, hào quang vạn đạo. Đây là thiên tượng do thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tạo thành, đồng thời còn kèm theo một loại thiên uy quen thuộc, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thì ra là Huyễn Ngân. Tần Tang mỉm cười. Trên ngọn núi hoang, Huyễn Ngân ngồi khoanh chân trên tảng đá, linh kiếm đặt ngang trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền. Y đang độ kiếp, kiếm nô ở phía xa hộ pháp cho y. Hai người tuy không có danh phận sư đồ, nhưng tình cảm còn hơn cả sư đồ. Trong đại chiến vừa rồi, cả hai không ở hậu phương chủ trì pháp đàn, mà xông pha trận mạc, mài rũa kiếm đạo. Cảm nhận của bọn họ trên chiến trường hoàn toàn khác với Tần Tang, nơi đó có vô số thần thông, bảo vật mà trước nay chưa từng gặp. Có cơ hội được giao thủ với cường giả luyện hư kỳ, đối thủ có thực lực tương đương, thậm chí là mạnh hơn bọn họ nhiều vô số kể. Tuy có lôi phù bảo vệ, nhưng bọn họ cũng không thể nào được che chở chu toàn mọi lúc mọi nơi, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Loại tôi luyện này chính là thứ mà bọn họ mong muốn. Trải qua chiến trận, kiếm đạo của Huyễn Ngân tiến bộ rất nhanh, không cần dựa vào thanh linh khí cũng có thể đột phá bình cảnh. Ở đây tu sĩ hóa thần kỳ cũng không phải là ít, Huyễn Ngân độ kiếp cũng không gây nên gợn sóng quá lớn. Chỉ thấy tam tai lần lượt giáng xuống, đều bị kiếm quang của y chém tan, ngay cả tâm ma kiếp dường như cũng không tạo thành trở ngại gì cho Huyễn Ngân. Tâm ý hóa kiếm, chém tan tâm ma, bước vào hóa thần cảnh. Huyễn Ngân ngự kiếm bay lên không trung, kiếm quang tựa như rồng bay, ý khí ngút trời. Lúc này, trong đám tu sĩ có người lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhận ra Huyễn Ngân tuy mới đột phá, nhưng thực lực không thể khinh thường. Bái kiến Tần sư bá. Đệ tử vui mừng khôn xiết mà quên kiềm chế, mong sư bá trách phạt. Huyễn Ngân chú ý tới ánh mắt của Tần Tang, vội vàng thu hồi kiếm quang, bay đến trước mặt Tần Tang, quỳ rạp xuống. Dựa theo đạo thống mà Thanh Trúc để lại, Thượng quan Lợi Phong xếp sau Tần Tang, cho nên Huyễn Ngân gọi hắn một tiếng sư bá cũng không có gì là sai. Tần Tang đương nhiên sẽ không trách phạt y vì chuyện nhỏ nhặt này, mỉm cười nói, ngươi có thể không cần dựa vào thanh linh khí mà tự mình đột phá. Thiên phú và tâm tính đều là thượng thừa, không uổng công sư phụ ngươi và kiếm nô đạo hữu khổ tâm bồi dưỡng. Ngươi hãy trở về tông môn, đợi khi củng cố tu vi xong, hãy đến động phủ của ta một chuyến. Đệ tử tuân mệnh. Huyễn Ngân âm thầm vui mừng, điều này có nghĩa là Tần Tang muốn đích thân chỉ điểm cho y. Lúc này, kiếm nô cũng bay tới, chắp tay nói, trải qua trận chiến này, lão nô cũng có chút lĩnh ngộ, chỉ là không tiện theo chư vị đến Hàn Giang Lô Phủ. Đạo hữu cũng sắp đột phá. Tần Tang mừng rỡ, nếu kiếm nô bước vào luyện hư kỳ, bên cạnh hắn lại có thêm một vị đại tướng. Chỉ là chạm đến cánh cửa mà thôi, có thể đột phá hay không thì còn chưa biết. Kiếm nô khiêm tốn nói. Kiếm nô và Huyễn Ngân trở về Thanh Dương Quan, Tư Lục, Tô Nữ và những người khác cũng cáo từ Tần Tang, từng chiếc pháp chu nối đuôi nhau che kín cả bầu trời, phá không đi. Tần Tang nhìn về phía biển rộng, bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Đông Hải. Thân ảnh Tần Tang hiện ra trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, chui vào đỉnh đầu hắn. Đợi đến khi thanh quang tiêu tán, Tần Tang một tay nắm lấy dân trác, một tay vuốt ve thiên quân giới, trầm ngâm một lát, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thanh Dương Quan, ảo ảnh Lôi Đàn tiêu tán, Thanh Dương Quan trở về dáng vẻ vốn có, bản thể pháp đàn lẳng lặng nằm trong sơn cốc, yên tĩnh, thanh bình. Người thường khó mà tưởng tượng được rằng, Lôi Phù Tế Lôi Thệ Trương đánh tan đại quân Lô Vương, diệt sát cường giả đỉnh cao, lại được phóng ra từ pháp đàn này. Thân ảnh Tần Tang xuất hiện trong sơn cốc, liếc mắt nhìn xung quanh, liên tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết. Đại trận trong cốc biến hóa, theo một trận quang ảnh biến ảo, đại trận khuếch trương ra bên ngoài, mấy ngọn núi xung quanh cũng bị Tần Tang đẩy ra, tạo thành một mảnh đất trống rộng lớn. Ầm, Đại Dư Tiên Sơn xuất hiện, rơi xuống mặt đất, khiến đại địa rung chuyển dữ dội. Sương trắng lượn lờ, sơn cốc lập tức bị sương mù bao phủ. Tần Tang bay lên đài đá,
khoanh chân ngồi trước tấm bia đá, đắm chìm tâm thần, cảm ứng bia đá. Pháp thân ra tay, tu vi cao hơn pháp tướng, quả nhiên lại có thu hoạch mới, bất quá vẫn chưa đủ để hắn luyện hóa tiên sơn, cũng như nhìn thấu huyền cơ chân chính của nó. Tiên sơn đã được rời về, không cần nóng vội, Tần Tang dẫn động càng nhiều cổ cấm, phong tỏa tiên sơn, không cho ba động của tiên sơn truyền ra ngoài, để dành sau này từ từ thăm dò. Tần Tang đưa tay vào khe hở trên tiên sơn, chỉ thấy thanh quang lóe lên, một đoàn thanh linh khí bay ra, bay đến trước mặt Tần Tang, xoay tròn chậm rãi. Thanh linh khí trong khe nứt đều bị hắn lấy ra ngoài, cộng thêm những cái trước đó, toàn bộ thanh linh khí đều ở đây. Theo như kết quả thăm dò của Tần Tang trong khoảng thời gian này, phần lớn thanh linh khí được sinh ra khi phi thăng, đồng thời cũng có liên quan đến hoàn cảnh lúc đó. Trước khi hắn hiểu rõ bí mật của toàn bộ tiên sơn, hẳn là sẽ không còn thanh linh khí mới, dùng một đạo là mất một đạo. Đối với toàn bộ tu sĩ phong bạo giới, số thanh linh khí này vẫn là quá ít. Hiện tại chiến loạn đã lắng xuống, phương thức phân phối trước kia cần phải thay đổi, Tần Tang dự định đặt ra một số quy tắc, lấy thanh linh khí làm ban thưởng và khích lệ. Trên thực tế, Tần Tang cảm thấy việc mỗi lần đột phá đều dựa vào thanh linh khí chưa chắc đã tốt, tu vi của tu sĩ phong bạo giới tuy tăng lên, nhưng ít nhiều cũng có chút miễn cưỡng. Chỉ là trước kia bởi vì uy hiếp từ bên ngoài, bọn họ không thể không làm vậy. Sương mù tản đi, lộ ra tiên sơn. Tần Tang rời khỏi sơn cốc, giải trừ cấm chế trên người dân trác, đánh thức lão ta. Người là dao thớt, ta là cá. Dân trác biết rõ bản thân không có tư cách mặc cả với Tần Tang. Giấu giếm hay kéo dài thời gian cũng chỉ chuốc thêm đau khổ, bèn thành thật trả lời mọi câu hỏi của Tần Tang. Điều khiến Tần Tang hứng thú nhất là lai lịch của tiên sơn và với đủ loại điển tịch mà Trường Hữu tộc chứa. Còn về phần hành động của dân trác trước khi khai chiến, Tần Tang vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng sau khi nghe lão ta trả lời, sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm. Dân trác đột phá không phải dựa vào năng lực của bản thân. Lão ta mật báo cho Lô Vương cũng không phải do lão ta túc trí đa mưu điều tra ra lai lịch của Tư Lục. Tất cả mọi chuyện đều là bị người khác sắp đặt, phía sau còn có một kẻ chủ mưu khác. Ngươi không biết thân phận của kẻ đó. Tần Tang lạnh lùng nhìn chằm chằm dân trác. Chương 3318, Tử Vân Sơn mời. Dân trác thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài, lão phu chỉ là một quân cờ trong tay kẻ đó mà thôi, vốn tưởng rằng có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Nghe theo mệnh lệnh của kẻ đó, đến đây trợ trận, ngoại trừ Tể Chân ra, còn có những ai? Tần Tang truy hỏi. Thân phận của bọn họ cũng không khó đoán, nhưng lão phu cảm thấy bọn họ đều là do Tể Chân mời tới, chưa hẳn biết được nội tình. Dân trác biết gì nói nấy. Tần Tang ghi nhớ thân phận của những người này, hắn là người ngoài, không tiện tự mình điều tra, chỉ có thể nói chuyện này cho Nguyên Mâu và Nguyên Tượng tộc trưởng trước. Thấy Tần Tang trầm mặc không nói, dân trác cười khẩy, phảng phất như muốn chết cũng phải lôi kéo người khác xuống nước. Chẳng lẽ Tần Chân Nhân đắc tội với quá nhiều người, đến nỗi không nghĩ ra ai là kẻ đứng sau màn nhắm vào các ngươi là ai? Có thể làm được những chuyện này, ít nhất cũng phải là lão quái vật nào đó của Chu Yếm tộc, hoặc là thế lực có thể chống lại Chu Yếm tộc. Có lẽ không lâu nữa, lão phu có thể nhìn thấy các ngươi đi theo vết xe đổ của tộc ta, ha ha. Tần Tang không chấp nhặt với tên tù nhân này, nhưng lời nói của dân trác lại khiến hắn bất an. Thái độ của Nguyên Tượng tộc trưởng và Nguyên Mâu đối với phong bạo giới không giống như giả tạo, vậy rốt cuộc kẻ đứng sau lưng bọn họ là ai? Là nội bộ Chu Yếm tộc lục đục, hay là có một địch thần bí nào đó, vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn họ? Những vấn đề này, dân trác không thể cho hắn câu trả lời. Giam cầm dân trác lại, Tần Tang ngồi trong tĩnh thất, nhớ lại những gì đã trải qua, cố gắng tìm kiếm manh mối. Một lúc sau, Tần Tang bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Cũng nên đến rồi. Hắn lẩm bẩm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên ngoài Thanh Dương Quan, nhìn thấy Nguyên Tượng tộc trưởng, chắp tay hành lễ. Trước đó, Nguyên Mâu cáo từ, nói là trở về báo cáo cho tộc trưởng, Tần Tang hoài nghi Nguyên Tượng tộc trưởng vẫn luôn ở gần chiến trường. Nguyên Tượng với hồng quang đầy mặt, trên người còn nồng nặc mùi rượu, ngồi trên tảng đá trên đỉnh núi, ôm hồ lô rượu. Cười lớn một tiếng sảng khoái, trận chiến này Tần Chân Nhân thong dong tự tại, khí phách hiên ngang, quả thật là nên uống cạn một chén lớn. Nguyên Tượng tộc trưởng quá khen, còn phải đa tạ tộc trưởng đã kéo chân đại quân Lô Vương, khiến bọn họ nóng lòng lập công, bần đạo mới có thể ung dung tìm kiếm cơ hội,
nếu không kết quả thật khó mà lường trước. Tần Tang khiêm tốn nói, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Nguyên Tượng liên tục xua tay, chờ giọng điệu vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, Nguyên Mâu nói, dân Trác tộc trưởng đã chết trong tay chân nhân. Sau trận chiến này, nguyên khí trưởng hữu tộc đại thương, không còn uy hiếp gì với chân nhân nữa, không biết chân nhân dự định xử lý bọn họ thế nào. Tần Tang chắp tay nói, mọi chuyện xin nghe theo tộc trưởng định đoạt. Nguyên Tượng hài lòng gật đầu, cũng chỉ có thể cắt đất bồi thường mà thôi. Đang nói chuyện, từ xa xa truyền đến tiếng xe gió, Nguyên Mâu cưỡi mây bay tới, bên cạnh còn có hai người, một trong số đó chính là Dân Thuật. Tân nhiệm tộc trưởng của trường hữu tộc, Dân Thuật vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn thấy Tần Tang, trong lòng không khỏi run lên. Đối với Tần Tang, gã không dám có chút oán hận nào, chỉ có sợ hãi vô tận. Thánh địa của trường hữu tộc là do tiên tổ để lại, lão phu tuy muốn dẫn cả tộc di chuyển, tách khỏi các ngươi, để thời gian xóa nhòa thù hận, nhưng tổ huấn khó trái, chỉ mong chân nhân có thể trừ lại thánh mộc nguyên cho trường hữu nhất tộc. Nguyên Tượng tộc trưởng thở dài nói. Tần Tang hiểu rõ đây là ranh giới cuối và của Chu Yếm tộc, cũng là đang bày tỏ thái độ sẽ không đặt chân vào thánh mộc nguyên. Ba đại khu vực và với vùng biển rộng lớn xung quanh, vô số dạn đá ngầm đủ để dung nạp tu sĩ phong bạo giới. Lúc lựa chọn nơi đây làm đạo tràng, Tần Tang đã chuẩn bị tâm lý, đạo tràng của hắn không có khả năng tiếp tục mở rộng ở Vũ Hải. Về sau nếu như tiếp tục tiến bộ trên đại đạo, nhất định phải lựa chọn một đạo tràng mới ở nơi khác. Tộc trưởng Dân Trác bị bắt, hơn phân nửa cao thủ tử trận, những kẻ còn lại như thập trưởng lão đều bị Tần Tang bắt sống, trường hữu tộc có thể nói là bị đánh cho tan tác. Mất đi thanh linh khí, trường hữu tộc muốn khôi phục lại như lúc trước, quả thật là khó như lên trời. Trường hữu tộc đã không còn tư cách làm đối thủ của phong bạo giới, giữ lại cái danh địch nhân này cũng có thể dùng để mài kiếm cho hậu bối. Tần Tang truyền âm gọi Lý Ngọc Phủ tới, để y đi đàm phán với Dân Thuật, yêu cầu duy nhất là giao nộp toàn bộ điển tịch mà trường hữu tộc chứa. Lý Ngọc Phủ mời Nguyên Mâu và Dân Thuật vào trong sơn môn. Lúc này sắc mặt Tần Tang nghiêm nghị, trầm giọng nói, bần đạo nghe từ Dân Trác biết được một số bí mật, muốn báo cáo với tộc trưởng. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Nguyên Tượng thu hồi vẻ tùy ý, chân nhân xin cứ nói. Sau đó, Tần Tang nói cho Nguyên Tượng biết tin tức có được từ Dân Trác. Vẻ mặt Nguyên Tượng dần trở nên ngưng trọng, sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì. Giao ra Dân Trác, có lẽ có thể dụ ra kẻ đứng sau, nhưng Tần Tang suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không tiết lộ chuyện Dân Trác còn sống. Nếu Đại Dư Tiên Sơn thật sự có lai lịch lớn như vậy, hắn cần phải che giấu cẩn thận. Bên trong trường hữu tộc, có một số điển tịch chỉ có tộc trưởng mới được xem. Dân Trác lo lắng để lộ bí mật, chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Ngoại trừ lão ta ra, cho dù những người khác nghe được chuyện Đại Dư Tiên Sơn từ tu sĩ phong bạo giới, cũng không nghĩ ra phía sau còn ẩn giấu bí mật lớn như vậy. Ngay cả Dân Thuật cũng chỉ biết Dân Trác tiến vào vùng đất Ô Trọc để tìm kiếm nguồn gốc của thanh linh khí, không biết rõ ràng nội tình. Ai già? Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Tượng tộc trưởng bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói, lần này, chân nhân sợ là bị liên lụy rồi. Ván này đã thua, chân nhân lại biểu hiện ra thực lực như vậy, kẻ đó sẽ không ra tay với các ngươi nữa, chân nhân có thể yên tâm. Nguyên Tượng chỉ nói đến đây thì dừng lại. Thầy lão rõ ràng biết chút gì đó, nhưng lại không muốn nói ra, Tần Tang không tiện hỏi tiếp, nhưng cũng có thể đoán được một hai, im lặng gật đầu. Phán đoán của Nguyên Tượng tộc trưởng hẳn là đáng tin, hơn nữa có lôi đàn ở đây, trừ phi tu sĩ hợp thể kỳ tự mình đến, Tần Tang cũng không sợ đối phương. À, suýt nữa quên mất một chuyện. Nguyên Tượng đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một miếng ngọc bội hình tròn, đưa cho Tần Tang. Lúc chân nhân đại chiến với Lô Vương, có người từ Tử Vân Sơn đến, thấy chân nhân bận rộn nên không lộ diện. Chỉ để lại vật này, nói khi nào chân nhân rảnh rỗi, hãy đến nơi ngọc bài chỉ dẫn, sẽ có người tiếp ứng. Tần Tang ngạc nhiên, nhận lấy ngọc bài, hỏi, là Lưu Ly tiên tử sao? Không phải Lưu Ly tiên tử. Nguyên Tượng lắc đầu, lão phu không tiện tiết lộ quá nhiều, chân nhân tự mình đến Tử Vân Sơn một chuyến là biết rõ mọi chuyện. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 3319, đánh Lô Phủ. Bề mặt ngọc bài sáng bóng trơn trượt mượt mà, không có bất kỳ đồ án nào, Tần Tang nắm trong tay, cảm ứng được sóng chấn động bé nhỏ. Dựa theo lời Nguyên Tượng tộc trưởng,
cưỡi đại na di trận của Chu Yếm tộc có thể thông hướng Nam Bộ Vụ Hải. Đến lúc đó Tần Tang thôi động vật này là có thể nhận được chỉ dẫn. Nguyên Tượng tộc trưởng giữ kín thân phận người đến, chẳng biết là tu sĩ Tử Vân Sơn hay là sư phụ Lưu Ly đích thân đến. Lưu Ly vốn sẽ trở về trước khi thủy triều Nguyệt Hà rút xuống, hiện tại xem ra nhất định đã gặp phải chuyện gì. Bản thân nàng không thể thoát thân nên mời người đến đây trợ giúp phong bạo giới tranh đoạt thanh linh khí. Thanh linh khí quá trọng yếu với song phương, nếu như không có biến số Tần Tang này, có thể cướp được bao nhiêu thanh linh khí liên quan đến cục diện trăm năm sau. Như vậy suy đoán, Lưu Ly tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết bị chuyện gì ràng buộc. Đa tạ Nguyên Tượng tộc trưởng thay mặt đưa tin. Tần Tang thu hồi ngọc bài, chắp tay nói lời cảm tạ, nhưng không nói khi nào lên đường. Nguyên Tượng cũng không hỏi nhiều, uống một ngụm rượu, Giá Vân đi về phía Tây, Tần Tang trở lại động phủ. Tử Vân Sơn cũng không giới hạn thời hạn bái phỏng, nhưng vẫn nên mau chóng lên đường cho thỏa đáng. Tần Tang tính toán trước khi lên đường cần phải giải quyết hai việc, một là sắp xếp những lĩnh ngộ có được từ trận chiến vừa rồi, hai là giúp Tư Lục nuốt vào Hàn Giang Lô Phủ, một lần nữa lên ngôi Yển Vương. Đang lúc suy tư, Lý Ngọc Phủ khởi động cấm chế động phủ, đến đây báo cáo kết quả đàm phán với dân thuật tộc trưởng. Từ nay về sau, song phương sẽ lấy biên cảnh Thánh Mộc Nguyên làm giới hạn, Trường Hữu tộc rút toàn bộ tộc nhân về Thánh Mộc Nguyên và Tây Nam Hải Vực, những nơi còn lại đều thuộc về phong bạo giới. Về phần những bảo vật khác, càng nhiều vô số kể, những điển tịch Tần Tang muốn đều ở trong này. Những điều này đã nằm trong dự liệu, Tần Tang giao việc này cho Lý Ngọc Phủ, sau đó bế quan mấy ngày trong động phủ, tiếp đó tự mình đi tới Tiêu tộc, Hàn Giang Lô Phủ. Lô Vương xuất lĩnh đại quân thân chinh, Lô Phủ trống rỗng, nhưng thế lực từng hùng mạnh nhất là Yển Sơn Tư gia bởi vì Lô gia mà diệt vong. Đại cung phụng càng uy danh hiển hách, ngược lại cũng không sợ ngoại nhân thăm dò. Nhưng thời gian trước, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Trong vòng một đêm, các lời đồn bất lợi cho Lô gia nhao nhao xuất hiện, xung quanh Lô Phủ xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Lời đồn xôn xao, Lô Phủ càng thêm ngột ngạt, các thế lực khắp nơi dục dịch. Lần này hoàng tộc lại giữ kín như bưng, Ti Hoàng ru rú trong nhà, không có bất kỳ động tĩnh nào. Đang lúc mọi người muốn phân biệt lời đồn thật giả, tu sĩ Lô Phủ hoang mang lo sợ, thì chân tướng cũng rõ ràng. Tư Lục xuất lĩnh tàn quân Lô Vương, trở về như một vị vương giả, khiến cho các nơi chấn động, tại Tiêu tộc dấy lên ngàn cơn sóng. Ai có thể ngờ tới, Lô Vương dốc toàn bộ lực lượng, công phạt chỉ là tàn dư của Yển Vương, vậy mà đại bại. Tin tức Lô Vương và Đại Cung Phụng đều vẫn lạc truyền ra, càng làm chấn kinh tất cả mọi người, không thể tin tưởng đây là sự thật. Tư Lục xuất lĩnh đại quân, đường đường chính chính xuất phát tới Hàn Giang Lô Phủ. Trên một tòa pháp chu, Tư Lục đứng sừng sững ở đầu thuyền, bên cạnh là Tố Nữ, Chu Tước nằm ngủ gà ngủ gật trên vai Tố Nữ. Lúc này, Thệ Mục từ phía trước bay trở về, bẩm báo phía trước có người chặn đường, tự xưng là thuộc hạ cũ của Yển Vương, cầu kiến thiếu chủ. Tư Lục nheo mắt nhìn lại, thần sắc hơi động, nói, dẫn bọn họ tới đây. Vâng, Thệ Mục lĩnh mệnh đi, rất nhanh dẫn ba người trở về. Một người trong đó tuổi già sức yếu, một người có hình dạng thanh niên, giống như một đôi ông cháu, người cuối cùng đội mũ rộng vành. Cái mũ lại là một kiện linh bảo, ngăn cách ngoại nhân thăm dò, toàn thân giống như được bao phủ trong màn sương mù. Tư Lục chăm chú nhìn người đội mũ rộng vành, thần sắc hơi động. Người đội mũ rộng vành nhẹ nhàng tháo mũ xuống, là một vị mỹ phụ cung trang, ánh mắt nhìn Tư Lục vô cùng nhu hòa, mang theo niềm vui mừng và tình thương giạt rào. Di nương, Tư Lục thở nhẹ, không khỏi xúc động, người còn sống. Dòng dõi Yển Vương đều là âm dương giao hợp mà thành, khi còn sống có rất nhiều phi tần, mẫu thân Tư Lục mất sớm, vị di nương này là Thích Phi, người thân nhất với Tư Lục. Lúc đại loạn, Hạ Thường Thị chỉ có thể mang theo Tư Lục, bọn y tưởng rằng phi tần của Yển Vương đều đã bị hại. Thần thái Thích Phi ôn nhu, không khác nữ tử bình thường, nhịn không được rơi lệ, Lục Nhi, những năm qua để con chịu khổ rồi. Vương thượng trên trời có linh thiêng, rốt cuộc có thể nhắm mắt. Lão thần bái kiến thiếu chủ. Lão giả quỳ rạp trên mặt đất, cũng nước mắt lưng tròng, lão thần phụng mệnh vương thượng, bất lực báo thù, chỉ có thể sống tạm bợ, trơ mắt nhìn xem cừu gia Tiêu Dao khoái hoạt, vạn lần chết không hết tội. Thanh niên kia hoạt bát hơn một ít, nhắc nhở, đại tư mã còn gọi thiếu chủ sao, phải gọi vương thượng mới đúng. Sau một phen trao đổi, Tư Lục biết được trải nghiệm của ba người, không khỏi thở dài một hơi.
Năm đó bọn họ không muốn đầu hàng Lô Vương, âm thầm chiêu mộ thuộc hạ cũ của Yển Vương, bị truy sát vô số lần. May mắn là hoàng tộc không muốn nhìn thấy một nhà Lô gia độc đại, Ti Hoàng hạ chỉ, bọn họ mới có cơ hội thở dốc. May mắn có bọn họ âm thầm vận hành bảo tồn một bộ phận lực lượng thuộc hạ cũ của Yển Vương, nhân tâm mới không hoàn toàn tan rã. Sau khi Lô Vương xuất binh, bọn họ mới biết được là đi thảo phạt Tư Lục, vốn muốn tiến đến tương trợ. Nhưng bị cao thủ hoàng tộc giám sát gắt gao, không dám manh động, cho đến khi thiếu sư trở về, cao thủ hoàng tộc mới rút đi. Hiện tại bọn họ xuất lĩnh bộ hạ đến Quy Thuận, Tư Lục tự nhiên hoan nghênh nhiệt liệt. Sau khi đám thích phi trở về, thực lực Tư Lục tăng mạnh, đại quân tiếp tục xuất phát, trên đường không ngừng có thuộc hạ cũ của Yển Vương gia nhập. Những người này chưa chắc đã thật lòng thần phục Yển Vương, sau khi Yển Sơn Tư gia suy bại, bọn họ mang quân đội của mình tách ra, trở thành thế lực chiếm cứ một phương, năm đó tránh xa đám người thích phi, nhưng cũng không đổ thêm dầu vào lửa. Nước quá trong thì không có cá, Tư Lục cũng không từ chối bọn họ. Đại quân rất nhanh tiến vào địa bàn Lô gia, Tư Lục hạ lệnh chia làm ba đường, quét sạch thế lực Lô gia, đồng thời đề phòng tàn dư Lô gia chạy trốn. Một đường thế như trẻ tre, gần như không gặp phải trở ngại nào, ba đường đại quân thuận lợi hội hợp tại Hàn Giang Lô Phủ. Ba mặt bao vây, Lô Phủ chấn động. Lô Phủ được xây dựng dựa theo Hàn Giang, hai bên bờ sông, núi non hùng vĩ, phong cảnh tráng lệ, bất kể là sông núi hay hồ nước, đều được đặt vào trong Lô Phủ, muôn hình muôn vẻ. Lúc này, đại trận hộ phủ của Lô Phủ mở ra toàn bộ uy năng, chỉ thấy trên mặt sông dâng lên một lá cờ đỏ tươi. Lá cờ nằm ngang trên bầu trời Lô Phủ, kéo dài ngàn dặm, mặt cờ mềm mại như nước, theo gió phiêu đãng, che khuất cảnh tượng bên trong Lô Phủ. Lá cờ là do đại trận hộ phủ biến thành, mọi người cảm nhận được sóng chấn động từ lá cờ phát ra, nhưng cũng không e ngại, xem ra tu sĩ Lô Phủ không có ý định bỏ phủ mà chạy. Với thế lực còn sót lại của Lô Phủ, căn bản không có cách nào chống lại đại quân của Tư Lục, không biết bọn họ đang chờ đợi điều gì. Thiếu chủ, có nên phái người phá trận hay không? Đại Tư Mã tiến lên thỉnh cầu chỉ thị, cảm thấy khó giải quyết việc này. Tư Lục còn chưa chính thức được sắc phong, thuộc hạ vẫn gọi là thiếu chủ. Không cần. Tư Lục lắc đầu, thầm tính toán thời gian, tốt nhất là đợi Tần Tang đến rồi mới động thủ. Truyền lệnh cho thệ mục, mang hậu duệ của một số thị tộc lệ thuộc Lô gia đến trước trận chiêu hàng. Ánh mắt Đại Tư Mã sáng lên, tinh nhuệ lệ thuộc vào Lô gia bị bắt làm tù binh không ít, đây là đang tiến hành tâm lý chiến. Dưới tình huống địch mạnh ta yếu, ngược lại muốn xem có gia tộc nào nguyện ý cùng chung số phận với Lô gia hay không. Lúc này, các thế lực khắp nơi của Tiêu tộc đang chú ý tới chiến trường này, hai đại vương tộc khác càng dục dịch. Ngoài ý muốn là, trong nhiều ngày liền, chiến trường vô cùng yên tĩnh, không thấy khói lửa. Chương 3320, Tân Vương. Bên ngoài Lô Phủ, trên một ngọn núi, thiếu sư đứng chắp tay. Sau lưng y, có mười mấy người mặc áo giáp bạc mũ sắt bạc, sát khí nội liễm, người Tiêu tộc đều biết, đây là ngân vệ của Ti Hoàng, đều là cao thủ tuyệt thế. Mọi người lặng lẽ nhìn Lô Phủ. Không lâu sau, trước mặt thiếu sư xuất hiện một bóng người, là một ngân vệ của Ti Hoàng, hành lễ nói, bẩm thiếu sư đại nhân, Lô Phủ lại đưa ra một phong tấu chương. Thiếu sư không hề bất ngờ, thản nhiên nói, trong tấu chương nói gì. Cũng giống như những lý do thoái thác trước đó, bọn họ nguyện ý đáp ứng tất cả điều kiện, nhưng chỉ có một điều là bọn họ đã tìm khắp Lô Phủ, cũng không tìm thấy Thận Lâu Giác. Ngân vệ của Ti Hoàng bẩm báo. Mi tâm thiếu sư nhíu lại, thở dài, xem ra Thận Lâu Giác đã bị Lô Vương mang theo bên người, rơi vào tay người khác rồi, đáng tiếc. Trầm ngâm một lát, thiếu sư nói cho Lô Phủ, cho bọn họ một ngày, chọn một số người đi ra, ta sẽ đưa bọn họ đến nơi an toàn. Ngân vệ của Ti Hoàng âm thầm nghiêm nghị, trong lòng biết rõ lời này tương đương với việc tuyên bố Lô Phủ sẽ bị diệt môn. Chỉ giữ lại mấy phần huyết mạch của Lô gia, buồn cười là Lô Phủ vẫn hy vọng hoàng tộc sẽ giúp bọn họ đuổi kẻ thù đi. Tuân mệnh, ngân vệ của Ti Hoàng lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, ngân vệ giống như là thống lĩnh đi lên phía trước, xem ra tứ vương sắp trở thành lịch sử rồi. Thiếu sư lắc đầu, chưa hẳn. Ti Hoàng vốn định nâng đỡ Vụ Đàm Tư gia, liên hợp với hai nhà còn lại đối kháng Lô gia. Nếu như Tân Yển Vương trưởng thành, sẽ nâng đỡ Vụ Đàm Tư gia. Vị Tần chân nhân kia lợi hại như vậy, e rằng hai nhà kia liên thủ cũng không phải là đối thủ. Thống lĩnh ngân vệ nói. Cục diện tứ vương của Tiêu tộc là điều mà hoàng tộc rất vui mừng khi nhìn thấy,
không chỉ có thể cân bằng các thế lực mà còn có thể để bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Trước đó, thế lực hùng mạnh nhất là Yển Sơn Tư Gia và Hàn Giang Lô Gia đối chọi gay gắt, hai nhà kiềm chế lẫn nhau, hiện tại cục diện này đã bị đánh vỡ, phải tìm kiếm sự cân bằng mới. Dù sao cũng là người ngoại tộc, không ngại chờ xem, thiếu sư thản nhiên nói. Y thấy, người chiến thắng lớn nhất trong cuộc phong ba này chính là Hoàng tộc, Yển Sơn Tư Gia và Hàn Giang Lô Gia đánh tới đánh lui. Đánh cho cả hai đều thua, hai vị cao thủ đỉnh tiêm đe dọa Hoàng tộc nhất, Hạ Thường Thị và Đại Cung Phụng đều vẫn lạc. Hiện tại Tư Lục nhìn như danh tiếng lừng lẫy, nhưng đứng sau lưng lại là một người ngoại tộc. Rút lui khỏi chiến trường một cách không hề hổ thẹn, có thể nói là hoàn mỹ. Chiến trường yên tĩnh một khoảng thời gian, trong sự mong chờ của mọi người, Tần Tang cuối cùng cũng đến. Tần Tang và Tư Lục lơ lửng trên không trung, quan sát lá cờ trên lô phủ. Đột nhiên, Tần Tang như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt nhìn ra chiến trường, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ánh mắt thống lĩnh ngân vệ ngưng tụ, hắn phát hiện ra chúng ta. Linh giác vị Tần chân nhân này nhạy bén dị thường, Lô Vương bại trận cũng có chút liên quan đến việc này. Thiếu sư không hề bất ngờ. Nhìn thật lâu, Tần Tang nhìn ra một chút manh mối. Bên trong tuy có cao thủ chủ trận, nhưng trận pháp lực phù phiếm, bộc lộ rất nhiều nhược điểm. Có lẽ là sách lược trước đó của các vị đã có hiệu quả, nhân tâm tu sĩ Lô Phủ phân loạn, nhân tâm có thể dùng. Suy nghĩ một lúc, Tần Tang chỉ ra mấy nơi, ra lệnh cho thệ mục dẫn đại quân tiến công. Chiến trường yên tĩnh lại động, phía Tư Lục mở màn tấn công mạnh mẽ, khí thế ngất trời, đạo đạo linh quang như mưa, phô thiên cái địa bắn về phía Lô Phủ, trong nháy mắt đã bao phủ lá cờ. Đại địa rung chuyển, phong vân biến sắc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lá cờ qua khe hở linh quang, lúc này trông nó mỏng manh dị thường, lung lay muốn đổ. Trừ Tần Tang và Tư Lục ngồi chấn, những người khác đều ra chiến trường. Giao chiến không lâu, thành quả chiêu hàng trước đó đã hiển hiện, không ngừng có tu sĩ chạy ra khỏi lô phủ, tìm nơi nương tựa, dù có đại trận che phủ cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong lô phủ. Tần Tang cảm nhận được sự thay đổi của lá cờ, đại trận lô phủ giống như lôi đàn, cũng cần tu sĩ khác hợp lực phụ trợ người chủ trận, nay nhân tâm lô phủ hoang mang, uy năng tự nhiên giảm sút. Hiện tại có thể duy trì kiên định, chỉ sợ chỉ còn lại huyết mạch lô gia. Trước đại thế, dùng giết chóc để lập uy cũng không thể thay đổi được đại cục, khai chiến không bao lâu, lá cờ đã xuất hiện từng đợt gợn sóng. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, hiện thân trên không trung, tâm thần kết nối với lục đàn, vươn tay chỉ lên trời. Ầm 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 trên trời xuất hiện tiếng sấm rền, vạn tia chớp chạy loang loáng. Lôi đình hội tụ tại trung tâm chói mắt, một viên lôi ấn hiện ra, lôi uy cái thế. Đây là lôi pháp gì vậy? Đáy mắt thống lĩnh ngân vệ hiện lên vẻ kinh hãi. Mặt mày thiếu sư ngưng trọng, thầm nghĩ môn lôi pháp này tuy mạnh, nhưng điều khiến người ta kinh sợ nhất vẫn là thanh sắc lôi chỉ kia. Đó cũng là nguyên nhân trước mặt Ti Hoàng y kiên quyết chủ trương không nên đối địch với đối phương. Ở những nơi khác, các thế lực cũng phái người đến dò thám, đều vẻ mặt kinh hãi, ngơ ngác nhìn lôi ấn trên trời, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Ầm lôi trên trời giáng xuống, đánh về phía lá cờ. Uy năng đáng sợ đột nhiên bộc phát, cùng lúc đó, Tố Nữ và mấy người khác cũng nhận được mệnh lệnh của Tư Lục, dốc toàn lực phát động tấn công. Tiếng sấm vang dội trời đất, Hàn Giang dâng lên những con sóng lớn, dãy núi cũng muốn sụp đổ, bề mặt lá cờ bao phủ một lớp thanh quang, lấn át màu sắc ban đầu của nó. Ầm ầm ầm, lôi đình tiếp tục bộc phát uy lực, lá cờ cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ một góc. Điều này giống như một tín hiệu, trên bề mặt lá cờ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, trong ánh mắt tuyệt vọng của tu sĩ Lô Phủ, bên ngoài phủ vang lên tiếng sụp đổ. Tần Tang thờ ơ liếc nhìn xuống dưới, sau đó xoay người rời khỏi chiến trường, bay về phía ngọn núi nơi thiếu sư đang đứng. Tần chân nhân, thiếu sư mỉm cười chắp tay, lúc trước chiến sự hỗn loạn, chưa kịp trao đổi với thiếu sư đại nhân, mong đại nhân thông cảm. Tần Tang đáp xuống đất, mỉm cười đáp lễ. Nghe thấy Tần Tang nhắc lại chuyện ngày hôm đó, thần sắc thiếu sư không thay đổi, đã lâu không gặp, thần uy của Tần chân nhân vẫn như xưa, có thể giúp Tư Lục thiếu chủ trấn hưng Yển Sơn Tư gia. Tần Tang liếc nhìn chiến trường, thản nhiên nói, Tần mỗ trước đó đã đáp ứng giúp Tư Lục đạo hữu báo thù. Giờ đại thù đã báo, Tần mỗ vẫn còn đạo trận của mình cần phải lo lắng, không thể quản được quá nhiều chuyện. Ồ, ánh mắt thiếu sư sáng lên, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chỉ cần vị Tần chân nhân này hiểu chuyện,
hoàng tộc chưa chắc đã không thể kết giao với hắn. Nghĩ đến đây, thần sắc thiếu sư hơi chuyển biến, lộ ra nụ cười, cho dù Tần chân nhân không ở đây, cũng không ai dám trêu chọc Yển Vương. Quên mất không nói, trước khi đến, Ti Hoàng đã ra lệnh cho ta mang theo kim thư ngọc lụa, chính thức sắc phong cho Tư Lục thiếu chủ làm tân Yển Vương. Sau đó, song phương vui vẻ trao đổi. Thiếu sư như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, không biết chân nhân có phát hiện Thận Lâu Giác trong di vật của Lô Vương hay không? Thận Lâu Giác là chí bảo như vậy, chẳng lẽ không phải được cất giữ trong lô phủ sao? Đạo tràng của bần đạo trải qua chiến loạn, bách phế đãi hưng, thiên đầu vạn tự, vẫn chưa có thời gian xem xét, thật sự là không biết. Tần Tăng mỉm cười nói. Các bạn vừa nghe xong tập 332 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.